sư thân ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thập hồi hướng thứ 25. Nhiếp khắp tám tướng thành đạo của tam thế chư Phật, cung kính cúng dường đều khắp cả vậy. Tám tướng thành đạo của chư Phật, cái này nó thuộc về pháp số. Tướng thứ nhất là cái gì? Tướng thứ nhất là hiện tướng đầu sức đà, tức là chư Phật quá khứ cũng đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời tương lai, tức là đời tương lai, tức là hồi quá khứ thì cũng là Đức Phật hiện tại của mình sẽ xuất hiện từ cung trời đầu sức giáng thần để nhập thai. Như vậy là tất cả các vị Bồ Tát mà chuẩn bị đi tất cả các cõi thì đều có mặt ở cung trời đầu sức. Giống như Đức Phật của chúng ta cũng thọ ký là trong tương lai Đức Phật Di Lặc cũng từ cung trời đầu sức mà giáng thần nhập thai. Thì Bồ Tát tên là Hộ Minh là xuống cõi Ta Bà của chúng ta để thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cũng phải hiện cái tướng từ cung trời đầu sức. Nơi đó các vị Đại Bồ Tát hội tụ, đó mới là cái cảnh mà đại lạc của các vị Đại Bồ Tát. Còn cảnh giới lạc nào khác thì mình không biết, nhưng mà theo tất cả các kinh điển từ hệ thống kiểu thừa cho đến đại thừa đều công nhận là có cung trời đầu sức. Và nơi cung trời đối xứ là có các vị Đại Bồ Tát đang sinh hoạt tu tập và đi tất cả các cõi để thành Phật, tức là vị Bồ Tát cuối cùng nhất sanh bổ xứ, tức là đời cuối mà đi tất cả các cõi thành Phật đều xuất thân từ cung trời đối xứ. Cho nên nếu như không phải xuất thân từ cung trời đối xứ thì sẽ không hiện cái tướng thành đạo, là cái thứ nhất mà chúng ta phải biết. Cho nên là hiện tướng thành đạo thì vị Bồ Tát nó phải xuất thân từ đó, nhưng mà lúc mà từ cung trời đủ sức mà để đi xuống nhân gian á thì gần như cũng không ai biết. Sau này Đức Phật thành Phật thì Đức Phật mới kể lại, hoặc là các vị Đại Bồ Tát mới có thể biết được chuyện này. Thì đó là cái tướng thành đạo thứ nhất. Cái tướng thành đạo thứ hai á là hiện thành gì? Tượng vương sáu ngà. Thì trong kinh kể lại là hoàng hậu Maya nằm mộng thấy tượng vương sáu ngà mang đó hoa sen báo và nhập vào thai của bà. Thì nhập vào tử cung thì bà mang thai. Thì trong đêm mà bà mộng như vậy thì bà mời các vị chiêm tinh thì đoán mộng, thì các vị nói là bà đã thọ thai một cái người, một cái bậc tôn quý mà hàng triệu kiếp mới có thể mới có được một con người như vậy. Như vậy là nhìn tất cả các vị mà nhập thai đều báo được cái điềm lành. Và trong nhân gian của chúng ta cách đây mấy ngàn năm lịch sử chúng ta biết rồi, thì gần như không ai có được cái điềm lành này. Chỉ có mình hoàng hậu Maya có được điềm lành này thôi.
Thì đó là điều mà của một vị Bồ Tát từ cung trời đôn sức hiện thân thành tượng vương sáu ngà, rồi mang hoa sen bảo nhập vào thai của bà Hoàng hậu Ma Gia. Đó là cái hiện cái tướng thứ hai. Hiện cái tướng thứ ba là hiện tướng đản sanh. Đây là vị Bồ Tát tới cái ngày phải xuất hiện ở thế gian này thì tự tại bước ra từ hông bên hữu của bà mẹ. Nó không phải là thọ sanh thế kiểu bình thường. Nhưng mà trước khi nói tới cái chuyện thọ sanh thì chúng ta nói tới một cái, chúng tôi nhớ tới một cái bài, một bài kinh mà trước đây hình như trong túi chúng tôi có giảng trong cái bài Đức Phật Đản Sanh đó. Thì diễn tả vị Bồ Tát mà sau khi đã nhập thai rồi, ở trong kinh này thì nói là vị Bồ Tát cũng ngồi trong tư thế kiết già, rồi cái mặt hướng về phía trước, vân vân. Bây giờ giống như một khối như vàng rồng ngồi kiết già hướng về phía trước. Thì trong kinh nói là pháp thường của chư Phật, khi mà một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cái đời cuối để thành Phật á, thì ở trong lầu két, ở trong cái hài đòn giống như cái lầu cát Di Lặc, chứ không phải ở trong cái tử cung. Vì cái phước của vị đó đó, xuất thần ở đâu, xuất hiện ở đâu, thì cái phước của vị đó nó tương đồng. Mình ví dụ như mình cái phước mình kém, mình còn ở trong tử cung bà mẹ cảm thấy nhơ nhớp giống như là cái như những người bình thường. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì không có chuyện này. Cái tâm của các vị và cái phước của các vị đi đến đâu thì giống như là chư thiên ở tất cả các cõi đều cúng lâu đài, nhưng mà cúng lâu đài thì cũng không có bằng cái phước của chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên chư Phật xuất hiện ở đâu thì nơi đó trở thành lầu cát đẹp đẽ. Như vậy là cái thai nhi theo nghĩa của chúng sanh, nhưng mà đại Bồ Tát thì gọi là gì? Thai tạng. Thai tạng ở trong cái lầu cát thanh tịnh, và với cái hình hài giống như là vàng rồng mà trong kinh diễn tả, tới cái lúc mà tự tại bước ra khỏi cái lầu cát á, thì cái thân nó sạch. Ví dụ như lấy một cái tấm vải trắng mà lau toàn thân của vị đó là không dính miếng bận. Như vậy là trong suốt cái thời gian ở trong thai, theo cái nghĩa thế gian là cái gì, 9 tháng 10 ngày đó, thì ở trong cái bào thai nhơ nhớp theo cái kiểu chúng sanh. Nhưng mà Bồ Tát ở trong thai tạng thì không có cái phút nào dừng nghỉ cái việc giáo hóa, có nghĩa là hiện thân thì hiện tướng ở trong thai của bà mẹ, nhưng mà rồi ở trong cái lầu cát đó cũng tiếp tục giáo hóa và làm lợi ích chúng sanh cho tới khi mà ra đời hiện cái tướng làm người. Thì nó có một cái gì nó hoàn toàn khác. Cho nên là các vị chiêm tinh mới bảo là cái thai tạng này nó hàng triệu triệu đời mới có một cái người như thế này, một cái người rất là lạ lùng như vậy. Như vậy là tới cái ngày đản sanh, tức là ngày xuất hiện ra để trọn vẹn một cái thân làm người, để đồng sự với loài người. Trong cái tứ nhiếp pháp thì có đồng sự nhiếp này. Thì nếu như không đồng sự, không thành đứa bé lớn lên làm con người, ăn uống sinh hoạt nói năng thành loài người, thì nói chuyện loài người khó nghe, đâu có ông trời nào xuống nói chuyện, thì mình nghe hấp dẫn chút, chứ còn không phải con người nói chuyện nghe cũng không có bền. Thật ra là vị Bồ Tát này thấy rõ cái tâm trạng chúng sanh cho nên đồng sự thành loài người của mình. Thì khi ra đời nó có một cái chút khác biệt là không phải là bị sinh ra nữa, mà đến lúc phải đi ra giáo hóa, cho nên bước chân rất là tự tại. Và từ hông bên hữu và mẹ bước ra thì cứ mỗi một bước là gì? Một hoa sen báo đỡ chân. Cứ bảy bước là bảy đó hoa sen, và cuối cùng đứng lên đó sen cuối cùng. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Nói gì? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Gì nữa? Nhất thiết thế gian,
sinh lão bệnh tử. Không biết mấy ông thiền lại là chua qua là nhất thiết thế gian giai hữu Phật tánh. Cái này là có một lần tôi nói rồi đúng không? Nói thì cũng hơi bất lòng mấy ông nhà thiền, mà mấy nhà thiền mà nói như vậy thì tức là mấy ông nhà thiền không hiểu điều gì về thiền hết á. Nghe cái câu đầu tiên, nghe câu đầu tiên là Thái tử đã khai thị, đã hóng một tiếng hóng sư tử khai thị khắp nhân gian là gì? Trên trời dưới trời chỉ có cái ta. Cái ta nó không phải là cái ngã, cái ta đó là cái trên hết. Còn tất cả thế gian đều bị sanh lão bệnh tử, chỉ có cái đó mới là cái bất sanh bất diệt, chứ không phải ta là cái thân này, không phải ta là cái bản ngã này. Mà đó là lời khai thị đầu tiên khi ra đời, là vị Thái tử đã bắt đầu khai thị nhân gian, muốn chỉ tới cái bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm kia rồi. Cho nên Ngài mới nói là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Ta là ta, là chỉ có cái đó là nó vượt hết cái sinh tử của thế gian. Còn tất cả thế gian đều sanh lão bệnh tử. Như vậy là mục đích ra đời Thái tử từ cái bước chân đầu tiên đã nói điều này, và cho tới khi tu hành thành đạo và nhập niết bàn thì vẫn tiếp tục nói điều này. Cho nên là đó là một cái câu khai thị ban đầu. Và chúng ta phải hiểu như vậy để thấy rằng là tâm nguyện của Bồ Tát kể từ lúc mà từ cung trời đô thức giáng thần nhập thai cho tới khi ra đời, và suốt cho tới khi mà hiện thân hiện tướng niết bàn á, thì Bồ Tát vẫn luôn ở trong đại định với tâm nguyện để làm cho tất cả chúng sanh nhận ra được cái chân thật không sanh không diệt. Đó là cái mục tiêu ra đời, cái hiện tướng ra đời của Thái tử. Cái hiện tướng kế nữa là cái gì? Hiện tướng xuất gia ba đời mười phương tất cả chư Phật. Trước cái phúc thành Phật thể hiện cái tướng phải lìa thoát thế gian. Xuất gia thì xuất gì? Thế tục gia, xuất phiền thở gia, xuất tam giới gia. Và người nào mà đã đạt được ba cái nghĩa xuất gia này thì mới đủ cái tư cách mà nói chuyện xuất thế để cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên là ba đời mười phương tất cả chư Phật trước phúc thành Phật cũng phải hiện cái tướng xuất gia này. Và truyền thống đó cho tới khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn chưa thay đổi, và cho tới giờ phút này vẫn chưa thay đổi. Cho nên nữa là bây giờ vẫn có nhiều người cũng thuyết kinh giảng pháp mà không có hiện tướng xuất gia, thì cái đó chúng ta phải coi lại là nó chưa có phù hợp. Đây chúng ta dùng cái từ là chưa có phù hợp với cái truyền thống của ba đời mười phương tất cả chư Phật. Chúng ta nên nhớ điều này, không phù hợp thôi mình cũng dám nói chuyện khác. Chuyện đúng chuyện sai của họ thì để cho họ tự động là sẽ có người sẽ biết điều này. Nhưng mà vấn đề là đối với chư Phật mười phương và chư Phật hiện tại đều phải xuất gia trước phúc thành Phật. Đây là điều để chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta đọc lại Pháp Võ Đàn, chúng ta thấy là sau khi mà cư sĩ Hộ Lư đã ngộ đạo rồi và đã 15 năm sống ẩn dật để lánh nạn, và trước khi lên tòa thuyết pháp thì sao? Cũng phải cạo tóc, thể hiện một cái hình tướng xuất gia trước khi giáo hóa. Thì đó là cái truyền thống của chư Phật rồi. Và bất kể Đức Phật nào muốn xuất hiện ở đâu, trước phúc thành Phật phải hiện tướng xuất gia này. Đây là truyền thống thôi, không có thể bỏ qua được. Và chư Phật thì không trái với cái việc này. Hồi trước mình nói là một vị Phật mà muốn chứng thành quả Phật thì không phải tự nhiên, mà phải từng bước ở trong thiền định và từng bước tu chứng rất rõ ràng, từ đời này chứng bậc này, đời kia chứng bậc kia, cho tới khi chứng được thánh quả La Hán, rồi phải hành hạnh Bồ Tát, phải độ bao nhiêu chúng sanh đó, phải trải qua bao nhiêu cái hạnh gian trưng để đi khắp tam giới này độ tận chúng sanh với viên mãn cái đạo quả mới chứng thành Phật quả. Như vậy là đã đắc thành quả Phật thì đã trải qua vô lượng, vô biên, vô số kiếp ở hành hạnh Bồ Tát. Và trước khi đắc thành quả Phật thì hôm trước giờ mình nói là đã sao? Đã gần gũi thân cận đảnh lễ, rồi cúng dường, rồi thọ học và tu tập theo hằng hà sa số chư Phật trước khi chứng thành Phật quả nữa. Thì đó cũng là truyền thống. Đó được gọi là truyền thống của chư Phật qua đời. Nếu không như vậy thì không thể thành Phật. Và
Như vậy thì cái tướng mà hiện cái tướng xuất gia cũng là một trong những cái tướng mà truyền thống của ba đời mười phương tất cả chư Phật. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Ít ra thì phải phủi cái mái tóc này là cái gì? Phủi cái phiền não của thế gian trước cái đã, để hiện một cái tướng tăng tướng, để hiện tướng thoát tục, thoát trần, rồi mới thoát phiền não, rồi mới thoát tam giới. Thì đó là một trong những cái tướng mà của chư Phật. Tám tướng thành đạo chư Phật là phải có. Rồi một cái tướng nữa là tướng hàng ma. Thôi, như vậy là trong kinh diễn tả trong cái giai đoạn tu tập của Đức Phật thì phải hàng phục được ngũ ma. Ma thứ nhất là gì? Phiền não ma. Phiền não ma là những cái gì nó đã, nó có ở trong tâm của mình. Là cái tham, sân, si, cái tật đố, cái ganh tị, cống cao, ngã mạn vân vân. Tất cả những cái điều này phải điều phục được. Khi mà điều phục được thì mới có thể chứng thành Phật quả. Nhưng mà Đức Phật cái này là đã điều phục lâu rồi, nhưng mà trước phút thành Phật vẫn hiện cái tướng đó. Thì chúng ta thấy là trong lịch sử diễn tả những cái phút mà Đức Phật hàng phục cái tướng ma tham, rồi hàng phục cái tướng ma sân, rồi hàng phục cái tướng ma si vân vân. Thì trong giai đoạn hàng ma đó thì Đức Phật đã hàng phục được cái ma phiền não là cái ma đầu tiên. Thì chúng ta thấy là cái trong lịch sử chúng ta đọc lại, chúng ta thấy những cái diễn cảnh trong lúc Đức Phật hàng phục tất cả các loại ma chướng ở nơi tâm của mình. Thì nói ma nhưng mà thật sự nó hiện nơi tâm của mình. Trong năm loại ma này chỉ có một cái ma cuối cùng chúng mình nói là ở ngoài thôi. Còn bốn loại ma ban đầu là ở nơi tâm của chúng ta. Thì cái ma phiền não là nó xuất phát từ tâm của mình. Tất cả những cái mà phiền trược, những cái sự vướng mắc, những cái ganh tị, rồi những cái tật đố, những cái ghen ghét, những cái hơn thua, những tham sân si đều là những cái ma tâm của chúng ta. Thì cái người tu phải hèn phục cho được cái loại ma này mới đi sâu vào thiền định. Khi mà tham sân si còn thì chúng ta không cách nào đi sâu vào thiền định được, không có phá vỡ sanh tưởng được đâu. Tới cái ma thứ hai là cái ma ngũ uẩn, nghĩa là ma ngũ ấm. Ngũ ấm ma thì cái này là chúng ta đã học Bát Nhã rồi, chúng ta biết rành rồi đúng không? Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là cái thân ngũ ấm này. Thì chúng ta phải hàng phục và phải đạt được tới cái cảnh giới là phải thông thấu toàn bộ năm uẩn là không. Giống như là cái bước đầu của tinh tứ Bát Nhã là Bồ Tát Quán Tự Tại phải thông thấu toàn bộ năm uẩn là không. Thì khi mà đã thấu được, thấu thoát được năm uẩn là không rồi á, thì người đó mới đạt tới những cái cảnh giới trí tuệ cao, mới phá trừ tất cả những vô minh nghiệp chướng của mình, sau này mới có chứng thành Phật quả được. Cho nên về thân ngũ uẩn này, từ sắc uẩn mà chúng ta chưa có thông thấu, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn mà chúng ta chưa có thông thấu thì chúng ta chưa có hàng phục được. Dùng từ hàng phục nhưng mà thực sự là phải thấu thoát hoàn toàn năm uẩn là không. Nếu chúng ta chưa có một cái lần ở trong thiền định hoặc là trong cái sinh hoạt tu tập của chúng ta mà đạt tới cảnh giới ngũ uẩn là không á, thì chúng ta không thể nào chứng thành Phật quả được. Thì một trong những cái ma mà nó chướng ngại trên cái bước đường sinh tử của chúng ta là cái thân ngũ uẩn. Thì cái từ ma là cái từ mà không phải là cái gì ghê gớm lắm, mà chúng ta có thể hiểu ma có nghĩa là gì? Là cái người làm cản trở, làm chướng ngại cái bước đường tu chứng thành Phật của mình, thì cái đó được gọi là ma. Bây giờ mà còn vướng kẹt trong thân ngũ uẩn có nghĩa là cái việc mà có thể chứng thành Phật quả không thể xảy ra, việc có thể chứng thành thánh quả không bao giờ xảy ra. Cho nên ngũ uẩn phải là không mới được. Và cái ma thứ ba nữa là cái gì? Pháp hành ma. Hành ở đây là cái gì? Cái pháp hành là cái gì? Hành là cái hành nghiệp của mình. Thì cái hành nghiệp của mình trong đó có nghiệp thiện và nghiệp ác, và nghiệp không thiện không ác. Thì vậy là chúng ta thấy dù cái nghiệp ác thì chúng ta đã là cái gì? Đã dứt trừ rồi. Nhưng muốn chứng tới cái quả Phật á, thì nghiệp thiện có trừ không? Thiện nghiệp có trừ không? Nên cái này Ngô Thừa Ân diễn tả rất là rõ. Sau khi mà con khỉ ý thức đã đi học đạo với Ngài Tu Bồ Đề xong, đã ngộ được lý không rồi, thì không dính bên thiện, không dính bên ác nữa.
không dính bên ác. Chuyện xảy ra đầu tiên là về sao xuống đập phá địa ngục, xóa sổ địa ngục cái đó, tức là không bao giờ đi vào ba con đường ác. Và xong bắt đầu lên quỷ thiên đường, quỷ thiên đường không ai có thể cản trở được. Tức là con đường thành Phật thì có lướt ngang thiên đường, nhưng mà đó không phải là chỗ lưu trú của mình. Tức là cái phước mình trong giai đoạn tu tập thì ngang trời và bắt đầu vượt hơn cõi trời. Mặc dù bây giờ mình nói mình đang ở nhân gian như vậy, nhưng mình dám nghĩ tới cái chuyện là mình ngang trời, cái phước ngang trời và làm thầy trời người sau khi đã ngộ đạo. Vì vậy mà ở cõi trời được xem là cõi, có những cõi được gọi là những cõi thiện, nhưng mà có những cõi trời là phải bằng thiền định mới tới được. Mặc dù những cảnh giới thiền định của chư Đại Bồ Tát đang ở cõi trời đâu sức, nhưng cũng phải không vướng mắc ở nơi đó. Và cái nghiệp không thiện không ác có nghĩa là gì? Hồi trước mình có nói rồi đúng không? Có những cái cảnh giới ở trong định nó không có thiện, nó không có ác, nhưng mà nó là cảnh giới định. Là nếu kẹt trong đó thì chúng ta không tiến được. Rồi trong 37 phẩm tự đạo chúng ta thấy có cái gì? À, có cái xả, không? Ví dụ giống như là trong tứ thiền phải có xả niệm thanh định. Thì bây giờ chúng ta phải xả được cái cảnh giới đang định đó thì mới vượt lên một bậc. Thì với trí tuệ của một cái người đang ở trong thiền định, thấy rằng cái cảnh giới thiền định này chưa thực sự phải là chánh định của Phật, thì chúng ta phải tiếp tục xả cảnh định này để bước tới những cảnh khác. Thì cái này nó không phải là thiện mà nó không phải là ác. Không phải thiện, không phải ác không có nghĩa là nó là cái gì nó trơ đâu, mà là những cảnh giới sâu của thiền định nó nằm ngoài cả thiện ác. Thì chúng ta sẽ không vướng mắc trong đó, chúng ta phải hàng phục được tất cả những cảnh giới định đó. Giống như trong cái bài kinh mà chúng ta học trong Trung Bộ thì khiếp đảm và sợ hãi đúng không? Thì sau khi mà đã xả niệm thanh tịnh rồi thì Đức Phật hướng về quá khứ chứng được túc mạng minh đúng không? Hướng về tương lai thấy được thiên nhãn minh và bắt đầu hướng về lậu tận. Hướng về lậu tận đấy, trước khi chứng quả Phật là Đức Phật hướng về lậu tận. Như vậy là cũng phải vượt qua giữa cảnh giới thiền định. Mà cảnh giới thiền định này nó không phải là thiện, nó không phải là ác, mà là những cảnh giới sâu của thiền định. Nó gọi là pháp hành mà. Cái mà thứ tư là tử diệt mà. Bây giờ mình có chết không? Có. Tất cả chúng sanh muôn loài như Đức Phật nói nãy rồi mà, thế nhất thiết sẽ lay, thế gian là sanh lão bệnh tử. Không ai thoát khỏi điều này. Thế như vậy là tất cả chúng sanh dù ở cõi người hay là ở cõi trời vẫn phải bị sanh tử. Và cái sanh tử này cho tới khi mà người nào diệt trừ được cái lậu hoặc vô minh thì mới hết sinh tử. Thì Đức Phật trước khi chứng được á, gọi là Phật quả, thì Đức Phật phải làm sao? Nếu mà nói theo cái chiều của 12 nhân duyên thì cái lão không? Lão tử được diệt, rồi tới cái sinh diệt, diệt cái sinh diệt, rồi tới cái gì? Diệt cái hữu, rồi diệt cái thủ, rồi diệt cái ái, diệt cái thọ, diệt cái xúc, rồi diệt lục nhập, rồi là diệt cái gì nữa? Danh sắc, diệt thức, diệt thọ, rồi mới diệt vô minh. Thì khi nào mà theo cái chiều hoàn diệt nó phải diệt sạch cái vô minh thì mới diệt được cái ma thứ tư này, là tử diệt ma. Thì khi nào mà nếu như chúng ta còn sinh tử, tức là còn bị vướng ở trong 12 nhân duyên, chúng ta chưa phá sạch được á, thì cái tử diệt ma này chúng ta chưa phá được. Thì Đức Phật cũng phải hiện cái tướng này à. Hiện tướng này một cách rõ ràng trong cái tướng thành đạo là cái chuyện này sẽ xảy ra nơi tâm của Đức Phật, là trong 12 nhân duyên là Đức Phật sẽ thấu thoát một cách rất rõ ràng, không còn bị lầm lẫn trong cái bất kỳ một cái sinh tử nào, và cái vô minh lầm lạc xem như được xóa trừ. Thì gọi là tử diệt ma. Và cái cuối cùng là thiên ma. Thiên ma anh này mới là anh ở ngoài nè. Cái anh thiên ma này là ở trong kinh diễn tả là cái cõi trời tha hóa tự tại. Cõi trời tha hóa tự tại là cõi trời thứ sáu trong cái tầng trời lục giới, ở dục giới của mình. Thì tầng trời thứ sáu nó là tầng trời cao nhất.
Và ảnh được ở cõi trời này được có ba cái điều. Thứ nhất là gì? Là sắc đẹp. Cái thứ hai là tuổi thọ lâu dài. Và cái thứ ba là cái dục lạc, cái vui sướng không thể nào tính kể được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tuổi thọ của ở cõi trời này tính tới khoảng 16.000 năm tuổi thọ là phải. Đó là một ngày, một đêm ở trên đó là bằng 160.000 ngày gì của mình ở dưới này. Tức là tuổi thọ so với cõi nhân gian của chúng ta là nó dài hơn tuổi thọ của mình. Nhưng mà các vị ở cõi trời này nó có một cái gì? Cái thứ nhất đó là nói về dục lạc của thiên tử nam và thiên tử nữ. Và họ gọi là có nghiệp với nhau, có nghiệp với nhau. Thì hai người chỉ nhìn nhau thôi là tự động thọ thai. Không có làm gì hết, chỉ nhìn nhau là tự động thọ thai. Và tới ngày mà thiên tử con sinh ra là sinh ra ở đầu gối của bà mẹ. Và xuất hiện ở đầu gối bà mẹ xong là có đầy đủ cái tướng đó, gọi là cái gì, cái hình dáng nó tương đương một đứa bé 10 tuổi ở cõi của mình. Có đầy đủ y phục, đầy đủ sắc diện và đi đứng tự tại ở trong cõi đời đó. Tiếc là cõi đời tha hóa tự tại mà. Cái tự tại tha hóa đó là gì? Tức là ở cõi trời này á, là khi người ta biến hiện được cái gì thì cõi đời này được tương đồng với đó. Ví dụ như mình biến hiện được cái cung, cái lâu đài để người khác ở, thì cái người cõi trời tha hóa tự tại tự tác ý không có lâu đài giống như mình. Mình biến hiện được y phục đẹp, cái máy ảnh cũng có y phục đẹp giống như mình. Mình có được cái bát báo để đựng thức ăn quý, cái máy chả nó cũng có nữa. Gọi là tha hóa tự tại. Chả nữa, tức là thế gian muốn có cái gì là sẽ có cái đó. Ngay cái dục nhiễm giống như mình, mình dục nhiễm thì nó khác. Chỉ cần tác dụng cái là tự nhiên có ông trời con. Và ông trời con được sanh ra thì có sức tự tại để thọ hưởng cái dục nhiễm, những cái gì mà đẹp, những cái gì mà quý ở cõi trời dục. Và ở đâu tác ý mà hiện có thì ở đây mới không có. Gọi là tha hóa tự tại thiên. Vì vậy là thọ hưởng những cái gì mà vui sướng nhất. Nhưng mà lại có một cái điều rất là tức cười là thực sự thì dùng cái từ là cản trở thì không phải đâu. Các vị mà có cái phước để có thể hưởng thụ được tất cả những cái dục lạc, những cái gì mà quý, những cái biến hiện của người khác ra là cái người này được hưởng á, thì không phải là người tầm thường mà có thể làm được điều này. Tại ra trên bước đường công phu của mình đạt được những cảnh giới thiền định, những cái sự an lạc, mấy cái vị này muốn hưởng ké. Và cái thứ hai là gì? Để xem coi cái mức độ thiền định và an lạc của mình nó đạt được tới đâu, nó có vững vàng chưa. Và các vị cũng muốn thử lửa mình. Thành ra là cỡ mình thì chư thiên gọi là gì, thiên ma chưa phá đâu. Cỡ mình là nói cái phiền não ma là mình đủ chết rồi, mình đâu có ra được đâu rồi, tới cái thiên ma. Thành ra là có nhiều người nói tôi bị thiên ma phá, tôi nói không có rảnh đâu, mấy ông chưa có tới, mấy ông chưa có cái vé để mua được tới thiên ma phá mình. Thiên ma phá mình là gây gớm lắm, mình phải vượt qua cỡ mà tưởng ống đồ trở lên đó, thì mới nói cái chuyện có gặp thiên ma chơi cho nó vui, chứ còn cỡ mình thì chưa đâu. Cho nên những cái thiền định ở mức độ nào thì thiên ma mới thấy dòm ngó mình. Chứ còn bình thường là chúng ta không bao giờ gặp. Đó là năm cái tướng mà gọi là gì? Năm tướng hàng ma của Đức Phật. Thì đối với tất cả các vị mà thiên ma này, khi mà gặp Đức Phật thì Đức Phật làm cái gì? Nếu mà làm gì hơn thua á? Có. Đức Phật thì không có nói chuyện hơn thua. Thứ nhất là cái đức từ bi của Đức Phật lớn quá. Thứ hai là cái thiền định Đức Phật vững quá. Thứ ba là cái ba la mật của Đức Phật cao quá. Do Đức Phật đã trải qua hằng hà sa số kiếp, rồi trì giới, rồi bố thí, rồi thiền định, rồi trí tuệ, là nó ở cái tầng cao. Cho nên thiên ma có tới rồi thấy khiếp đảm quá, thôi lại để cầu xin làm đệ tử chứ không cần làm gì thêm đâu. Ra là trước cái vốn thành đạo của Đức Phật là chư thiên chỉ tới và thấy năng lực thiền định, cái trí tuệ của Đức Phật lớn quá, cái lòng từ Đức Phật lớn quá, không có đủ sức để có thể khuấy khóa Đức Phật. Cỡ mình là tha quá tự tại, chỉ cần là từ xa thổi phụ cái thôi là mình xác định mất tiêu rồi. Chứ không cần lại gần mình đâu.
Thế mình chưa có cái lực gì có thể chịu nổi với cái cõi trời tha hóa tự tại. Mấy ông có thể, đó là người ta hiểu biến hiện cái gì thì mấy ông có thể có được cái đó. Có nghĩa là lấy được cái công đức, lấy được cái phước đức, lấy được cái thọ hưởng, cái an lạc thanh tịnh của chính mình để gây mất đi cái an lạc thanh tịnh mình đang có. Ví dụ mình đang thiền định rất là an lạc, nó hiện ra một cảnh giới thanh tịnh, nó mới ảnh hết để xài. À, mình mất, mình rối tâm mình lên. Thì đó là một cái dạng mà thiên ma không có phải vừa. Mình đang thiền định mà tự nhiên mất thiền định liền ngay tại chỗ. Ở đó coi chừng là các anh thiên ma tới, nhưng mà thực sự thì mình chưa có tới đây. Là thiền định mà nó mỏng quá, mình mới thiền được một chút, được định một chút, mình mất định chứ không phải thiên ma lấy đâu. Đừng có tưởng, chúng ta chưa tới cái mức này. Đó là ra là đi nếu mà tới đứa các vị Đại Bồ Tát cũng như Đức Phật, mà nhất là Đức Phật, thì mấy cái chuyện này thì không có làm gì Đức Phật được. Thì đến là khi mà thấy mà cái cảnh giới mà thanh tịnh ở trong thiền định Đức Phật thì thiên ma không biết tới. Đạt tới những cảnh giới cao thì thiên ma chịu không nổi đâu. Ví dụ như qua tới mà qua những cái định mà vượt qua cái tầng trời sắc giới rồi là thiên ma hết gió tới rồi. Mấy anh này ở ngang cõi trời dục giới. Và cõi trời này được diễn tả giống như ở trên cái lớp mây dày cao và cũng ngang ngửa với cõi trời Đao Lợi, nhưng mà thuộc về dục giới. Thì những cái định của những người đã vượt qua cảnh trời sắc giới và vô sắc giới thì thiên ma này cũng không có động tới được, không có đủ sức để phá. Thì ngoài cái tướng hàng ma ra, tới cái tướng kế nữa là cái gì? Hiện cái tướng thành đạo. Như vậy là mình không có đủ sức, cũng như các vị chư thiên cũng không đủ sức. Chỉ có các vị Đại Bồ Tát mới thấy rằng là Đức Phật trước phút thành đạo, trải qua cái thiền định 49 ngày theo cái cách diễn tả trong kinh là gì? Thứ nhất là không phải dùng cái từ là dạo là sai, không có cái chuyện dạo đâu. Mà Đức Phật đã hiện tất cả các tướng chứng quả của mình từ vô lượng, vô biên, vô số kiếp về trước, để cho ở tầng nào thấy tầng đó. Ví dụ như bây giờ từ cái cõi người mà Đức Phật hiện cái tướng chứng quả ngang cõi trời thì các vị chư thiên cõi trời thấy. Nhưng mà cõi trời là cõi trời dục giới, thì Đức Phật hiện cái tướng mình để chứng đạo vượt qua cõi trời dục giới tới cõi trời sắc giới thì các vị cõi trời sắc giới được thấy. Đức Phật hiện cái tướng thành đạo của mình vượt tới cõi trời vô sắc giới là các vị cõi trời vô sắc giới thấy, ở dưới hết thấy rồi. Và bắt đầu Đức Phật vượt qua cõi trời vô sắc giới để chứng thánh quả A La Hán thì các vị cõi trời vô sắc giới thấy ngút cái cõi trời của mình hết thấy. Đức Phật đã chứng quả A La Hán, đã vượt tầm tất cả các cõi trời rồi. Và như vậy thì chứng quả A-la-hán xong, Đức Phật đã hiện trong tất cả những cảnh giới Bồ-Tát mà Đức Phật đã từng dạo ở trong lục đạo luân hồi cứu độ tất cả chúng sanh, thì cái này là các vị Đại Bồ-Tát sẽ thấy. Như vậy là các vị Đại Bồ-Tát cho tới đẳng giác, các vị đẳng giác tức là vượt qua thập địa Bồ-Tát, rồi tới các vị đẳng giác Bồ-Tát thì thấy tất cả những tầng bậc tu chứng này, trải qua thập tính, thập hạnh, thập nguyện, thập hồi hướng và thập địa. Cho tới đẳng giác thì tất cả các vị Bồ Tát này thấy Đức Phật hiện trong tất cả cảnh giới tu chứng mình, vượt tầng trong tất cả những cái này đi qua, gọi là hiện tướng thành Phật. Mà phải vượt qua tất cả những cảnh giới tu chứng của các vị Đại Bồ Tát tới đẳng giác xong, tới diệu giác thì chư Phật biết, Đại Bồ Tát hết biết. Vì vậy là trong cái lúc mà thành đạo của Đức Phật không ai có thể đủ sức để diễn tả cái cách này. Và từ xưa thì nói là cái tướng thành đạo Đức Phật thì không phải là Đức Phật dạo, mà Đức Phật hiện tướng thành đạo. Hiện tướng thành đạo không phải hiện không một cái tướng gọi là Phật định trong cảnh giới của Phật, mà là hiện từ cái cõi thấp nhất và vượt, tức là từ cái chỗ nguyên sơ đi vào sinh tử này. Đức Phật hiện cái tướng đó ra là đã dạo trong sinh tử bao nhiêu vô số kiếp, rồi bắt đầu hướng đến cái chuyện tu tập và chứng từng quả một, từng địa vị một, cho tới đẳng giác, cho tới diệu giác thành Phật. Bao nhiêu tướng đó đều hiện trong cái tướng thành đạo của Đức Phật, để tất cả chư Đại Bồ Tát khắp thập phương thế giới này đều thấy là người này đã vượt tầng của mình. Chứ không phải là chuyện mù mờ, không phải chuyện mù mờ. Mà hồi trước mình nói ví dụ Đức Phật đã diễn tả trong cái bài kinh đó, nói Đức Phật đã hướng tới cái lộ tận thì Đức Phật chứng được Phật quả. Nghe thì nó đơn giản như vậy, tại kinh Nguyên Thủy không có nói nhiều, nhưng mà nói tới kinh Đại Thừa là chúng ta phải nói nhiều, phải trải qua tất cả những tầng bậc của chư Đại Bồ Tát.
Thế như vậy là hiện tướng thành đạo là hiện tất cả những cái quả vị tu chứng, những cái tầng bậc tu chứng. Nhưng mà nói như vậy chúng ta nói dài dòn chứ thực sự thì không có lâu, không có lâu. Trong khải móng tay Đức Phật đã hiện tất cả các tướng này rồi. Tại vì sao? Đã hiện được cái gì? Đã điều phục được cái gì? Phiền não ma rồi, được ngũ ấm ma rồi, được hành diệt ma rồi. Bây giờ là tướng thành đạo, tất cả những kia diệt hết rồi, xong hết rồi. Thì bây giờ phải hiện cái tướng thành đạo. Và hiện tướng thành đạo thì không có cái bước nào mà Đức Phật không từng trải qua một lần hoặc là nhiều lần. Nhiều lần nữa chứ không phải là một lần. Ví dụ sơ thiền thì Đức Phật từng trải qua nhiều lần sơ thiền của một đời này qua đời kia, cũng phải lướt qua lướt trại xong xuôi. Nhưng mà tới phút thành Phật thì chỉ hiện một lần tất cả cảnh giới tu chứng đó ra, gọi là hiện cái tướng thành đạo chứ. Chứ không thôi là các vị ở chư thiên nói mà đó, tôi đâu thấy ông tu hơn tôi, cái cảnh giới của tôi thiền định, tôi tới đây đâu thấy ông đi qua đâu. Mà đâu có vụ cãi, không có chuyện cãi cọ đó. Khỏi cần phải cãi cọ, khỏi cần phải lý luận, mà trong phút thành đạo là phải trải suốt những cái này. Gọi là 49 năm thiền định, đó là một cách diễn tả theo cái lịch sử thôi, chứ không ai thấy, không ai biết là Đức Phật có thực định vậy hay không. Đức Phật ngồi yên đó là định hay là không định thì không ai biết. Và trong suốt 49 ngày này không phải Đức Phật định, mà đó là từ hồi ở trong bào thai là Đức Phật đã từng giáo hóa, cho tới khi bước ra là vẫn nói một câu khẳng khái tới cái chuyện bất sanh bất diệt cao thủ kia rồi. Thì lúc trong thiền định là không có rảnh ngồi bất động đó đâu, Đức Phật đi giáo hóa khắp tất cả các cõi. Nhưng mà hiện cái tướng thành đạo để cho khắp pháp giới mười phương này thấy rằng là ta đã đi qua hết tất cả những cảnh giới tu chứng này nè. Ở ông nào chứng tới đâu là ta chứng tới đó, ông nào đạt được định tới đâu là ta đạt định tới đó, ông nào có trí tuệ đâu là ta có trí tuệ đó, và tới cái chỗ cuối cùng là chư Phật mười phương chứng đắc cái định gì và khai cái tuệ gì và cái lòng từ như thế nào, phương tiện như thế nào, vân vân, tất cả những cái ba la mật ra làm sao thì hiện nguyên cái tướng đó nữa, chứ không phải hiện tướng thiền định không là sai, không có phải thiền định không. Đạt tới cảnh giới Phật định rồi thì tất cả những cái ba la mật vô lượng vô biên vô số kiếp về trước hiện ra như chư Phật đã chứng quả Phật như thế nào, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng hiện tất cả những cái ba la mật đó ra. Bao nhiêu cái cuộc hành đạo vô số vô biên kiếp, đương nhiên là chư Phật ở quá khứ biết, đương nhiên là chư Phật quá khứ biết chứ không phải không biết, nhưng mà phút thành đạo cũng phải hiện tất cả những cái điều này. À, chứ không có hiện điều này là không có được. Cho nên hiện cái tướng thành đạo thì cái tướng thành đạo là phải đầy đủ trọn vẹn tất cả những cái gì đã có của chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Tiên Thiên Thần gì đó, những cái cảnh giới đều được Đức Phật hiện rõ và có hết. Cho nên đến lúc thành Phật thì tất cả chúng sanh muôn loài của tất cả các cõi ở cõi thấp, tất cả các chư thiên của ba ba cõi trời, tất cả các vị thánh A La Hán, tất cả chư đại Bồ Tát đều chỉ biết là cúi đầu lễ thôi, tại vì Đức Phật đã dạo qua rồi, vượt qua, dạo tới, đi tới, đi ngang rồi vượt lên, đi tới ngang, vượt lên, tới ngang, vượt lên, cho tới chư đại Bồ Tát vừa thấy Đức Phật ở cảnh giới thiền định ngang như mình, trí tuệ ngang như mình, cái đầu mất tiêu thấy không được. Tới Phật rồi, Phật thấy thập phương chư thật đều thấy, đều biết là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã viên mãn cái đạo quả của mình, về phước đức viên mãn, trí tuệ viên mãn, ba la mật viên mãn, thệ nguyện viên mãn, tất cả đều viên mãn, đều tròn đầy, đó là mới được sao thành Phật. Đó được gọi là hiện tướng thành đạo. Cái tướng thành đạo là một trong những tướng mà không có vị nào có thể có được nếu chưa chứng thành Phật quả. Hồi xưa giờ mình chưa nói, bây giờ mình nói hiện tướng thành đạo là phải nói tới cái chỗ này. A-la-hán thì chỉ hiện cái tướng thánh của A-la-hán là cũng sạch lậu hoặc, cũng có thần thông, nhưng mà năng lực độ sanh chưa có. Ba la mật như một vị Bồ Tát chưa có. Thật ra là vị A-la-hán này phải đi dạo trong thập phương thế giới này để cứu độ chúng sanh, để tăng trưởng cái ba la mật của mình, để thể hiện trọn vẹn cái tâm từ của mình. Tâm từ bi không phải là ở cảnh giới thanh tịnh của Niết Bàn, mà tâm từ bi là tới cái chỗ đau khổ nhất để cứu độ chúng sanh, đã từng vào ra bao nhiêu lần ở địa ngục để cứu độ chúng sanh, để chịu nắng, chịu lạnh, chịu khó, chịu khổ như thế nào, vào loài người này cũng phải lên bờ xuống ruộng ra làm sao. Phải đầy đủ tất cả những cái điều này. Cho nên đến khi mà Đức Phật hiện cái tướng thành đạo á, là hiện trọn vẹn
những cái gì đã trải qua trong vô lượng, vô số, vô biên những cái kiếp mà chưa thành đạo, tức là những cái kiếp sanh tử của mình, cho tới những cái kiếp bắt đầu tu chứng, từng bước một, từng bước một, từng bước một là không thừa sót bất kỳ một quả vị tu chứng nào. Nên hôm trước tôi nói rồi là đừng có nghĩ là đời này mình ngộ cái là mình là đại căn, là đại cơ, là mình vượt bậc, là mình vượt tầng tới đây là mình có thể chứng A-la-hán ngay trong đời. Không có đâu, muốn chứng A-la-hán tu bao nhiêu đời kiếp nhiều lắm mới có thể chứng nổi A-la-hán. Tại ra những người mà tu thiền nói cái chuyện mà nổ đốn ngộ là thành Phật rồi nọ nọ kia, nổ thôi là nổ thôi, sanh gần hố bơm nổ cho nó bự người ta sợ, chứ còn thực sự mà nói theo căn bản của Phật pháp nó không có cái chuyện nổ như vậy đâu. Anh mà chưa trải qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà nói anh chứng thánh là không có chuyện này, không có chuyện này. Điều này là cái điều chắc thật, không có chứng quả tu đầu hoàng tư đà hàm a na hàm thì không thể chứng quả a la hán. Không có phá từng kiết sử một thì không có sạch cái phiền não nghiệp tập của mình. Đây là cái chuyện rất rõ ràng là truyền thống của ba đời mười phương tất cả chư Phật rồi. Nhưng mà đến phút thành Phật, cái phút giây để thành Phật thì Đức Phật thể hiện tất cả các tướng thành tựu công đức của mình, đạt được trọn vẹn ba la mật công đức của mình, gọi là mới gọi là hiện cái tướng thành đạo nha, gọi là hiện tướng thành đạo. Để cõi nào cũng có thể thấy, tức là thiên chủ của tất cả các cõi đều phải thấy, phải biết cái cảnh giới của chư Phật đi qua trước phút Đức Phật thành Phật á. Và các vị A-la-hán cũng phải thấy, các vị Bồ-Tát cũng phải thấy, thấy hết. Và rõ ràng Đức Phật tới đó đi qua tự tại, tới đó đi qua tự tại, tới đó đi qua tự tại tự tại, tự tại, tự tại, tự tại tới mức mà cái đường hút ngàn trời xanh không ai có thể thấy biết được, thì chư Phật mười phương thì thấy, thì phút đó là cảnh giới của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dung thông với tất cả cảnh giới của chư Phật khắp mười phương pháp giới này, không có hề có bất kỳ một cái sự sai biệt nào. Năng lực trí tuệ và thiền định cũng không hề có sự sai biệt nào, ba la mật cũng không hề có sự sai biệt nào, từ bi cũng không hề sai biệt nào, và tất cả phương tiện cứu độ chúng sanh cũng không có hề sai biệt nào. Và những cái mà khó khổ trải qua trong trăm vạn muôn ngàn kiếp về trước cũng không hề có bất kỳ một cái sự sai biệt nào. Cái này không phải sự lặp lại, nhưng mà gần như là vị nào mà tới quả vị Phật đều phải trải qua những cái này. Nếu mà không được như vậy thì không được gọi là hiện tướng thành Phật đó. Ví dụ như mình bây giờ muốn chứng minh cho một người khác biết là tôi tốt nghiệp tiến sĩ, thì phải lấy bằng tốt nghiệp cấp 1, bằng tốt nghiệp cấp 2, bằng tốt nghiệp cấp 3, bằng tốt nghiệp rồi thạc sĩ, rồi phó tiến sĩ, rồi mới tiến sĩ, là bao nhiêu cái bằng đó là tôi trình bày cho anh thấy là tôi trải qua như vậy nè tôi mới được tiến sĩ. Nhưng mà trong cảnh giới tâm linh nó cũng giống như vậy đó, nên nói tình như vậy. Cho nên là hiện tướng thành Phật là chúng ta phải hiểu tới cái tướng này, chứ nếu không đó là chúng ta hiểu cái kiểu mơ màng từ trước giờ. Là nói tới cái hiện tướng thành Phật thì rất là nhiều người mơ màng cái này, và cũng chẳng hiểu là Đức Phật hiện cái tướng gì. Và như vậy là đến cái chỗ cuối cùng, dung thông với tất cả chư Phật ở mười phương pháp giới này là hiện trọn vẹn cái tướng thành Phật của mình. Và khi hiện trọn vẹn cái tướng thành Phật rồi á, cái tướng thành đạo rồi á, thì Đức Phật nó thấy cái chỗ mình nó quá đi, nó vượt quá, tại vì vượt ngoài tam giới nữa, vượt ngoài cái trí chứng của chư Đại Bồ Tát nữa. Cái này nói thằng nào hiểu đây ta. Lúc đầu Đức Phật cũng dừng nghĩ rồi, nghỉ ngơi cho rồi đi, tại vì giờ cái chỗ này nói đứa nào hiểu. Đương nhiên là Bồ Tát mười phương cũng có, thì sự Bồ Tát có thể hiểu được ít phần, nhưng mà dưới các vị đại Bồ Tát thì cũng rất là khó người mà có thể hiểu được cảnh giới trung chứng của chư Phật. Cho nên là lúc đầu chư Phật định là không có phải nghỉ ngơi, nhưng mà chư thiên ba lần thưa thỉnh, Đức Phật dùng cái trí của mình để quan sát chư Phật mười phương, thì gần như tất cả chư Phật mười phương đều dùng phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Thì Đức Phật lại bắt đầu khởi cái từ tâm của mình, khởi phương tiện của mình, bắt đầu giáo hóa. Thì tướng kế tiếp là gì? Tướng chuyển pháp luân. Và tướng chuyển pháp luân thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật chuyển pháp luân gì? Bài tứ đế đầu tiên đúng không? Ba thời chuyển pháp luân là gì?
Đây thì nói pháp số mà nói là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Cho nên chúng ta thấy là như mình làm 3 bánh xe 12 căm rõ ràng nó không có giống mấy cái bánh xe các cái nơi khác, các cái chùa khác. Thì chuyển rồi mỗi một lần chuyển tứ đế là 3 lần chuyển là 12 căm. Chứ không phải bánh xe 8 căm giống như các nơi khác là bát chánh đạo, một cái chỗ khác nó bát chánh đạo nó cũng giống giống bát quái. Rồi mình bát quái có Đông Phương không phải. Đạo Phật nó có một cái riêng. Tức là muốn nói tới bánh xe chuyển pháp luân là phải nói ba thời chuyển pháp luân là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Mỗi lần chuyển là tứ đế, cho nên mình làm 12 căm. Cho nên đó là cái ý nghĩa của mấy bánh xe mình đang làm. Như vậy là thời pháp đầu tiên của Đức Phật nói về tứ đế. Và nói tứ đế như mình nói không phải là bây giờ đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là diệt, đây là đạo, thì phải tu bằng đạo đế để diệt được cái khổ đế, để chứng được cái gì? Cái diệt đế. Không phải như vậy. Nếu nói như vậy thì trong thời pháp đầu tiên không có người nào chứng thánh quả cả. Mà ngay thời thuyết pháp đầu tiên trong năm anh em thì dường như đã có chứng thánh quả A-la-hán, đúng không? Như vậy là Đức Phật nói rất là rõ về cái khổ. Mà cái khổ này nguyên nhân từ đâu? Đúng không? Thì đó là cái hiện tướng của gì? Của thế gian. Đức Phật nói rõ là cảnh giới hiện hữu của Niết Bàn đang hiện có. Chứ không phải Niết Bàn đợi tu rồi mới có. Niết Bàn không phải là cái tu mới được. Đức Phật nói rất là rõ ràng là anh này khổ nè, nguyên nhân dẫn tới khổ nè. Anh này Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn này không phải là nguyên nhân dẫn tới Niết Bàn đâu á. Đạo đế không phải là nguyên nhân dẫn tới Niết Bàn, mà diệt đế nó chính là Niết Bàn rồi. Cho nên người nào mà không nhận rõ được cái diệt đế mới tu đạo đế. Và khi mà đã nhận rõ được diệt đế là đã có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thế rồi trong Niết Bàn nó có đủ cái này. Cho nên bát chánh đạo là 8 cái điều kiện cần và yếu. Khi mà một người đã chứng quả Niết Bàn thì người đã thấy đầy đủ chánh kiến, thì người đó mới có thể thấy được chân lý. Thì vậy là Đức Phật khai thị cho năm anh em Kiều Trần Như cảnh giới tuyệt vời của Niết Bàn hiện có bằng cái thấy nhìn một niệm, giống như hôm nay mình nói, đúng không? Một niệm hiện ra là thấy cái niệm hiện ra, thấy được cái tập khởi của nó, thấy được cái diệt tận của nó. Và như vậy thì trong pháp hội năm người đầu tiên được Đức Phật thuyết đó là rõ ràng là năm người đầu tiên đó là chúng ta phải nói lại một điều là gì? Hiện cái tướng chuyển pháp luân ở cái nhân gian. À, nói rõ nha, là thời pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết ở cõi thế gian. Chứ còn Đức Phật đã thuyết ở cái cõi Bồ Tát thì không phải là cái bài pháp tứ đế cho năm anh em Kiều Trừng Như đâu. Chúng ta nên biết điều này. Thì vậy là đó là cái thời pháp Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của loài người nói chuyện của cõi thế gian bằng bài pháp tứ đế cho năm anh em Kiều Trừng Như nghe. Chứ không phải từ lúc Đức Phật thành đạo đó là bài pháp đầu tiên. Bài pháp đầu tiên của cái thế gian nói bằng ngôn ngữ thế gian cho người thế gian nghe. À, nên nói chứ là nếu sau này mà các vị mà giảng sư đi ra ngoài giảng thì chúng ta phải nói một cách rất rõ ràng, đó là bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng ở cõi nhân gian này cho người, loài người nghe. Chứ còn khi thành đạo rồi, quý vị biết là cái phúc thành đạo đó đó mà mình thường hay nói, ngay cái phút mà Đức Phật đã hiện cái tướng thành Phật thì vô lượng vô biên vô số chư đại Bồ Tát, khi mà Đức Phật đã lướt ngang cái tướng của đẳng giác á, thì cùng lúc đó hằng hà sa số chư vị Bồ Tát ở đẳng giác được Đức Phật nâng tầm khai thị để có thể chứng Phật quả một lượt với Đức Phật nữa. Chứ không phải đơn giản là Đức Phật thành Phật một lượt đâu. Tại vì tới đẳng giác là gần như ngang gần bằng với Đức Phật rồi. Thì như vậy là có một người tới chỗ mình và khai thị là vọt tầng để chứng thành Phật quả ở thập phương thế giới này. Tại ra cái phúc Đức Phật thành Phật là phúc có hằng hà sa số các vị đại Bồ Tát khác thành Phật nữa, chứ không phải Đức Phật thành Phật ở đây là không. Và các vị sơ bát tâm Bồ Tát thì khi mà Đức Phật đã hiện cái tướng, ví dụ như sơ địa tới nhị địa, thì các vị thì được phát tâm để nâng tầm. Tức là Đức Phật đã tới cảnh giới đó và hiện cái tướng thiền định, hiện cái tướng trí tuệ, hiện cái tướng vượt thoát, hiện cái tướng ba la mật, các vị này nâng tâm.
Vì là trong suốt cái giai đoạn mà Đức Phật đã hiện cái tướng thành đạo của mình, là trong giai đoạn đó là một cái bài pháp vô ngôn mà thuyết cho khắp tất cả các cõi nước ở mười phương, chư vị thánh hiền, chư vị đại bồ tát đều được khai thị để nâng tầm. Và bài pháp đó không sử dụng bằng ngôn ngữ của loài người. Cho nên nếu mà chúng ta nói một cách rất là đúng nhất là Đức Phật, đó là đời thời pháp đầu tiên Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của loài người thuyết pháp ở trong cõi người cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Đó là hiện tướng chuyển pháp luân ở thế gian. Chứ còn tướng chuyển pháp luân của Đức Phật ở trong cái cõi tâm, ở trong cái cõi Phật, ở trong cái cõi chư Đại Bồ Tát, ở trong cái cõi Thánh thì là một tướng hoàn toàn khác. Chỉ có những cái vị ở cõi Thánh, ở cõi Bồ Tát mới có thể nhận được bài pháp vi diệu mà Đức Phật trong phút chốc thành đạo đã nói. Tại vì phút chốc thành đạo là cái phút mà nó rực sát rung động khắp pháp giới mười phương này. Và cái phút mà rung động đó thì tất cả các cõi giới đều được rung động và biến chuyển. Thế như vậy là tất cả chúng sanh ở tất cả các cõi nước, không phải là một cõi, không phải là cõi người của mình được, cõi người của mình là khi Đức Phật nói chuyện nghe mới hiểu. Nhưng mà các cõi khác không phải như vậy. Có một số cõi là ánh sáng Đức Phật chiếu tới là họ đã được chuyển hóa, họ nhận được đạo lý, họ được hiểu ra chân lý. Thật ra là các cõi thánh, các cõi kia thì họ được gọi là nhận được bài pháp Đức Phật ngay khi Đức Phật hiện tướng thành đạo. Và ngay khi tướng thành đạo được hiện một cách trọn vẹn viên mãn, đó là một cái lời khai thị khắp pháp giới mười phương này rồi. Chứ không phải nói bài kinh Hoa Nghiêm. Bài kinh Hoa Nghiêm là khác nữa, bài kinh Hoa Nghiêm là một tầng khác nữa. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên nói tới cái chuyện mà hiện tướng chuyển pháp luân thì chúng ta phải nói tới những cái tầng của chuyển pháp luân. Chứ còn nếu mà nói là cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho năm anh em Kỳ Đường Dư nghe thì tôi nói là đúng chứ không phải là sai, nhưng mà đúng ở cái nghĩa của thế gian. Đức Phật dùng ngữ nghĩa của thế gian để thuyết bài pháp đầu tiên cho người, cho loài người nghe. Chúng ta phải dùng chính xác là cho loài người nghe, và chính xác là năm anh em ông Kiều Trần Như nghe bằng ngôn ngữ của loài người. Sau khi Đức Phật thành đạo thì hiện tướng chuyển hóa lần đó. Nhưng mà dùng ngôn ngữ gốc thì thông tất cả các cõi giới mười phương đó là chuyện khác ạ. Là chuyện khác. Cho nên là bài pháp mà thuyết cho năm anh em ông Kiều Trần Như không có nghĩa là bài pháp đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo. Chúng ta nên hiểu điều này. Đầu tiên đối với cõi người, Đức Phật sử dụng ngôn ngữ loài người. Thật ra chúng ta nói là cái tướng chuyển pháp luân là chúng ta phải nói tới cái chuyện này, để nhiều khi người ta không hiểu. Hoặc là mình nói không có hết nghĩa, người ta sẽ hiểu rằng chuyển pháp luân là cứ nói pháp cho năm anh em Kiều Trần Như nghe là sai. Vì vậy là trong phút đó Đức Phật đã khai thị cho hằng hà chư Đại Bồ Tát đã thành Phật, khai thị hằng hà chư vị Đại Bồ Tát đã ngộ đạo, đã chứng thánh quả. Và khai thị bằng ngôn ngữ của loài người, của cõi phàm, cho năm anh em ngồi ông Kiều Trần Như được chứng thánh quả là hãng luôn. Chứ không nói cái chuyện phải tu là phải trừ cái này, phải khử cái kia, phải dùng cái này là rồi tu như thế này rạc được cái kia, rồi tu như thế kia mới rớt cái phiền não nọ rồi mới chứng được cái này. Không có cái chuyện đó. Nghe cái bài pháp đầu tiên là không có nói cái chuyện thứ lớp, nên ngớ nói chuyện vượt tầng. Tại vì năm em thì dường như không phải là người thường, họ cũng đã từng trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu tập rồi, cho nên mới được gặp vị Phật mà thành Phật đầu tiên trong cõi này, và là người được nghe thuyết pháp đầu tiên nữa, thì không phải chuyện đơn giản. Thế là cái gieo duyên với Đức Phật trong hằng hà sa số kiếp rồi, thì Đức Phật sau khi thành Phật đã thấy rất là rõ, đó là năm cái người này có thể nhận hiểu được cái bài pháp đầu tiên của mình và có thể chứng được thánh quả. Cho nên Đức Phật mới đi gặp mấy vị này. Thì đó được gọi là hiện cái tướng chuyển pháp luân. Và cái tướng cuối cùng là hiện tướng nhập niết bàn. Thì chúng ta thấy là trong lịch sử ghi là sao? Trước phút nhập niết bàn thì Đức Phật là sao? Thiên ma ba tuần hiện ra trước đó ba tháng, rồi đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn là cái thọ mạng của Ngài xuống nhận cái thân này hết rồi, giờ bỏ thân này đi, thì hứa là nhận 80 năm thôi. Đức Phật cũng giữ lời, xong rồi Đức Phật quay ra nên Đức Phật nói là nè, cái người mà các vị thánh đệ tử của ta cũng như là ta,
những người mà đã tu chứng tứ như ý túc á, thì có thể kéo dài tuổi thọ từ trăm năm, ngàn năm cho tới hằng hà sa số năm đó anh em à. Nó dạ vô Phật, bạch Thế Tôn con nghe ạ. Không có nói câu nào nữa, Đức Phật ngồi chờ. À, anh em ơi, 3 tháng nữa ta nhập Niết Bàn đó con. Nó dạ vô Phật, bạch Thế Tôn con nghe ạ. Nghe chứ không phải không nghe, hiểu chứ không phải không hiểu, nhưng mà không biết gì khác ngoài cái chuyện là Đức Phật nói anh em à, những người mà nó chứng tứ như ý túc thì có thể kéo dài tuổi thọ từ trăm năm, ngàn năm cho tới hằng hà sa số kiếp, không thể bỏ thân mạng cũng được đó anh em. Nhưng mà Thiên Ma Ba Tầng nó báo ta là ta còn 3 tháng nữa ta đã hứa nhập Niết Bàn rồi đó anh em. Dạ bạch Thế Tôn con nghe hả? Đức Phật lại là thứ ba, cũng bạch Thế Tôn con nghe hả? Ta Đức Phật nói vậy thôi, đâu có thằng nào đảnh lễ xin ta kéo dài tuổi thọ, buộc là Đức Phật phải tới một cái đền để Đức Phật xả thọ mạng. Thì trong lịch sử nhân loại mình đã nói đây là nhiều lần rồi đúng không? Một người mà đã xả bỏ thọ mạng mà vẫn còn kéo dài 3 tháng thì không có trong lịch sử nhân loại loài người. Đây là cái mà chúng ta phải biết về Đức Phật. Xả bỏ thọ mạng trước 3 tháng mới nhập Niết Bàn nha. Chúng ta phải hiểu được điều này. Thì không bao giờ có, chưa từng có. Ai mà thọ xả, chưa kịp xả là nó đã sụm mất tiêu rồi. Đúng không? Tới cái phút mà gọi là phút cuối là cái gì nghiệp hết là để là đi. Thì Đức Phật xả bỏ thọ mạng đúng 3 tháng sau mới nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi La. Chúng ta phải biết điều này. Thì vậy là từ đó mà Đức Phật còn đi bộ nữa chứ, xả bỏ thọ mạng xong còn đi bộ tới hàng trăm cây số rồi mới tới cái nơi mà cuối cùng để thị hiện cái tướng Niết Bàn. Ở đây chúng ta phải dùng cái từ rất là kỹ lưỡng là thị hiện cái tướng Niết Bàn. Đúng không? Thị hiện tướng Niết Bàn. Ở đây vậy là trên đường đi đó thì Đức Phật cũng tiếp tục giáo hóa, tiếp tục sinh hoạt như một người bình thường. Nhưng mà thực sự thọ mạng hết rồi. Thì này là xài cái gì? Xài cái gì chứ không phải là xài cái mạng của con người nữa. Chúng ta nên biết vậy là định lực của Đức Phật và tuệ lực của Đức Phật, ba la mật của Đức Phật đủ có thể sau khi xả thọ thọ mạng là còn có thể mà sinh hoạt được 3 tháng. Là nếu mà nói cái tới cái này rồi là lịch sử không có người nào đâu, không có người nào có khả năng là xả bỏ thọ mạng mà có thể sinh hoạt bình thường một ngày hết á. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải hiểu về cái việc mà Đức Phật đã xả bỏ thọ mạng trước khi thị hiện tướng Niết Bàn. Chúng ta phải dùng cái từ là thị hiện tướng Niết Bàn, chứ không phải là bị nhập Niết Bàn. Tướng Niết Bàn là cái tướng Niết Bàn ở thế gian thôi. Thì cho tới khi mà Đức Phật đến nơi mà thị hiện tướng Niết Bàn rồi, thì cái chuyện này nó cũng lòng vòng. Nhưng mà tôi rất là kỵ... Khó chịu nhất là cái gì? Trong sử lại viết là tới cái lúc đó thì Đức Phật là nhập đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi xả, rồi nhập lại lần thứ hai, rồi nhập lại lần thứ ba, Đức Phật mới bỏ thân được. Tôi biết làm cha nào tôi đánh 30 gậy ngay tại chỗ. Vì còn mấy câu mà phải nói là, mà cái này còn để trong lịch sử Phật giáo là tôi không biết phải nói câu nào. Nếu như mai kia mà tôi có cái quyền để cắt được cái đoạn này là không còn trong lịch sử nữa. Để đời sau họ đừng có lầm, lầm mấy ngàn năm rồi. Đó, cái chuyện này là mình đã nói rất là nhiều trong lịch sử của Thiền Tông, và nhất là Thiền Tông Việt Nam. Tuệ Trung Thượng Sĩ của mình đang sống chung với 7 bà vợ. Là một người cư sĩ sống chung với 7 bà vợ. Và thông báo là ta đi, anh đi chào mấy em. Ông nằm xuống ông đi. Ông đi mấy chị này khóc quá trời quá đất. Anh tỉnh lại, đúng không? Bưng tao nước rửa mặt, nói cho mấy câu, rồi đi tiếp. Một cách rất là tự tại, một cư sĩ tu thiền của Việt Nam tự tại như vậy có cần dạo tứ thiền không? Không. Đức Phật là thầy của tam giới này rồi, chưa có cái ông thánh nào có thể so được. Tại Trung Thượng Sĩ là cái nghĩa lý gì mà còn tự tại như vậy? Mà Đức Phật phải dạo đi dạo lại ẹ ạch trong tứ thiền mới bỏ cái thân này, tức không? Vậy mà cũng viết được trong lịch sử, tôi không hiểu nổi luôn á. Tôi quên một cái vị thiền sư, có một cái ông thị giả như là 13 tuổi chắc, không nhớ tên. Thì
Tới lúc vị thiền sư nó nhập niết bàn rồi mới hợp chúng. Hợp chúng thì nói một câu là bây giờ ta có việc ta đi đó, thì có đứa nào theo không? Ông thị giả nói thưa bà thượng con xin theo. Cái bà thượng hỏi là ngươi đi tiếng hồ được mấy dặm? Không, mới đầu là có mấy vị tăng xin theo. Thì người này thì nói thưa bà thượng con đi tiếng hồ được 50 dặm rồi 70 dặm đều lắc đầu hết. Cuối cùng ông thị giả 13 tuổi đứng ra thưa bà thượng con xin theo bà thượng. Cái bà thượng hỏi người đi được bao nhiêu một tiếng đồng hồ? Cái nói con thì hòa thượng tới đâu con tới đó. À, vậy được đó, đi nha con. Cái lên hòa thượng tịch. Tôi thị giả mô Phật con xin theo ông tịch luôn. Nói chuyện thị giả không nói chuyện hòa thượng. Vừa nói là hòa thượng đi tới đâu con đi tới đó. Hòa thượng đi cái mô Phật con đi theo cái tịch à. Thì vậy là hả? Chưa thôi, bây giờ nói tới cái thời Đức Phật nè. Mấy vị ni cái thời Đức Phật chứng thánh quả A La Hán, sau khi hay tin Đức Phật nhập niết bàn, là mấy vị ni không chứng kiến nổi cái chuyện Đức Phật nhập niết bàn, xin Đức Phật đi trước, đúng không? Ngồi cái già đi cái rẹt 500 vị ni đi luôn. Có gì dạo sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đó, mà để đem ông Phật mình dạo tứ thiền, làm như tứ thiền hay lắm vậy. Phải dạo tứ thiền trước khi tịch, đúng không? Có nghĩa là cái sức tự tại của một cái bậc giáo chủ lại thua mấy cái vị đệ tử lóc cóc. Chưa thôi á, là còn một cái vị sa di ni nhỏ tuổi đi công việc chưa về kịp, về tới chùa thấy mấy vị sư phụ sư tỷ đi ở trên rồi ngồi xuống đi luôn đó. Ngay cái thời Đức Phật đó là như vậy rồi, và sau thời Đức Phật thì hằng hà sa số người đó tự tại nói một tiếng a lê đi liền. Vậy mà Đức Phật nhập niết bàn nhọc nhằn diễn tả nó chọc tức dễ sợ luôn. Vậy mà để trong lịch sử mấy ngàn năm mà tôi không hiểu vì sao các vị tôn túc trước mấy cái này là tôi đã xóa đại cái đi. Có nhiều trong sách cứ xóa hết để qua đời sau nó đừng có bị lầm. Như vậy là chúng ta phải nói với mấy con ngon lành là cái thực sự của Đức Phật lúc nhập Niết Bàn đã bị hủy đi. Và xin thưa bản kinh Di Giáo, tôi nói với cái riêng của tôi thôi nha, chắc chắn là sẽ có nhiều tranh cãi, là không phải là bài nói chuyện cuối cùng. Vì tôi đọc ở đó, ở đây tôi tiết lộ tại sao khi giảng căn bản mà tất cả các thiền môn đều giảng kinh Di Giáo mà tôi không giảng. Lý do tôi đọc một cái câu đầu tiên ở trong đó, tôi phát hiện không phải là lời nói cuối cùng của Đức Phật, cho nên tôi không giảng kinh Di Giáo. Vì nếu giảng tôi sẽ nói ra sự thật, và tôi nói sự thật thì mít lòng kinh khủng lắm ở trong bản kinh này. Cho nên là tôi chấm hết cái bản kinh Di Giáo, tôi không giảng. Cho nên là tới giờ phút này nói tới cái chiến tướng thị hiện Niết Bàn, đụng tới Hoa Nghiêm phải nói ra sự thật này. Thế như vậy là cái lời lẽ đó không phải đâu. Phúc mà cuối của những người nhập Niết Bàn nói chuyện tuyệt vời lắm. Không có nói như vậy, nói vậy là nói lông cơm lắm. Phải dùng cái từ vậy là nói lông cơm lắm. Các vị thiền sư là biết nói một bài kệ rồi, tịch nói cái gì thể hiện cái cảnh giới tu chứng của mình, thì Đức Phật phải nói tới những cái tâm chứng của một cái bậc giác ngộ hoàn toàn như một Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, chứ không có nói chuyện dư thừa. Không có cái chuyện lư thừa, không có chuyện lòng thòng lê thê lẩn thẩn mà không có nói được cái cảnh giới tu chứng của một Đức Phật. Một vị thiền sư nói tới cảnh ngộ đạo của mình trước khi nhập Niết Bàn thì Đức Phật phải nói được cái cảnh giới tu chứng của mình trước khi nhập Niết Bàn thì mới đáng đẳng cấp của một Đức Phật. Nhưng mà cái đó là không ai hiểu, không ai, tôi nghĩ chắc là bị hủy rồi, chứ không phải là không có nói, nhưng mà bị hủy rồi. Cho nên không có trong lịch sử, trong phút chốc Đức Phật nhập Niết Bàn, đây là điều khó chịu nhất. Và nó hết chuyện nó hủy rồi, nó còn cài thêm cái chuyện mà Đức Phật nó dạo tứ thiền nữa mới là tức. Có thằng cha chư thiên là đứng thuyết minh nữa, Đức Phật vô thiền thứ nhất rồi đó nha, Đức Phật vô thiền thứ hai rồi đó nha, Đức Phật vô thiền thứ ba, Đức Phật cái thiền thứ tư tức ói máu được. Mà thánh đệ tử Đức Phật không thấy cảnh giới của Đức Phật đi, sao mà phải đợi cái thằng cha chư thiên đức thuyết minh. À, Đức Phật là dạo tứ thiền lần thứ nhất rồi đó, Đức Phật dạo tứ thiền lần thứ hai rồi đó, Đức Phật dạo tứ thiền lần thứ ba rồi đó, Đức Phật bắt đầu xả cái thân này quyển này rồi đó, tức không? Chư thiên đứng đọc thuyết minh chứ còn thánh đệ tử không biết. Thì cái chuyện này nó phi lý không? Đáng lý trong lúc đó có ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên,
là những người đại đệ tử Đức Phật không nói câu nào hết. Lúc đó nó là chắc mấy ông này khóc rồi đuôi mắt hết rồi không thấy đường nữa sao ạ? Nói chuyện tào lao dễ sợ vậy mà nó cũng còn nguyên trong lịch sử mới là tức hết chứ. Và chắc chắn là qua thời Đức Phật thì nhất là những cái thời mà tôn giáo nó bị lép vế, phải dùng cái từ đạo Phật bị lép vế đối với các tôn giáo khác rồi, và họ mượn thế lực họ hủy bỏ cái thật sự đi và dựng lên cái sự khác, nó trại trại, nó giống giống chứ thực sự không đúng, không đúng với cái thực sự lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy nè, một cái chuyện á là sau khi Đức Phật đã xả bỏ cái quyển thân này rồi, Đức Phật bỏ vô cái kim quang bằng cái gì? Bằng sắt à nha, chứ không phải kim quang bình thường, đúng không? Thì lúc đó Ngài Ca Diếp chưa có về tới, Ngài Ca Diếp còn đi bộ về. Đáng lý Ngài Ca Diếp dựng thần thông bay về, nhưng mà còn theo một đám đệ tử nữa, không có đủ thần thông cho nên phải đi bộ. Đi bộ về tới cái chỗ Đức Phật là trễ rồi. Và Đức Phật cũng nén chờ Ngài Ca Diếp về. Như vậy là trong lúc Ngài Ca Diếp về thì đảnh lễ của quan trài là: thưa Đức Thế Tôn, con là già cả lụm cụm, lớn tuổi đi xa quá, con về con không được thấy mặt Đức Thế Tôn, không thấy hình hài Thế Tôn. Trước khi Đức Phật Ngài nhậm Đức Vàng, xin Ngài thị hiện cái gì cho con thấy một cái đi, chứ còn tội cho con với mấy cái thằng đệ tử lóc cóc của con sao nè. Đúng không? Thì liền khi đó bằng chân Đức Phật lòi ra khỏi quan tài liền. Đó, ông nào trong lịch sử trên thế giới này mà có đủ cái năng lực mà khi đã chết rồi mà cái quan tài bằng sắt mà lòi hai cái bàn chân ra không? Không có chuyện này trên thế gian này, đúng không? Không có. Đó, cái cảnh giới Niết Bàn của Đức Phật là không bao giờ có trong cái tam giới này, chứ đừng nói là trong nhân gian. Mà nó mắc mới gì phải dạo tứ thiền, dạo tứ thiền không có cái năng lực này. Tứ thiền không có năng lực đó. Sau khi tứ thiền rồi thì là tới là bát định, rồi bát định rồi mới chứng quả A La Hán, rồi mới có được cái năng lực thần thông đó, rồi là mới phá vỡ vật chất được. Trong khi là cái lực định của Phật định thì không có vật chất nào có thể cản trở, mặc dù là cái thân bất động, là cái thân đã chết theo cái nghĩa thế gian, đúng không? À, vậy mà đâm thủng cái quan tài lòi bàn chân ra. Đó là một chuyện là thần kỳ của Đức Phật. Là những người tứ thiền không có lực này đâu, nghe chưa? Cho nên sau này mình được quyền cãi với tất cả những người nói Đức Phật phải nhập tứ thiền, còn nhiều thầy giảng đó là bài học gì nữa, bài giải cuối cùng của vô ngôn của Đức Phật, nó thiệt là tình luôn. Cảnh giới đâu phải cảnh giới của Đức Phật đâu, bài học cho bài dạy vô ngôn. Dạy Đức Phật dạy cái gì đó, đó dạy cái vụ mà tao lội cái bằng chân ra cho mày thấy sau khi tao chết đó. Là cái lời dạy của Đức Phật đó, chưa thôi Đức Phật còn dạy một bài kế nữa nè. Thế như vậy là sau khi là mọi chuyện xong xuôi rồi, đầy đủ những cái đệ tử cần được thấy, cần được gặp là Đức Phật đã xong xuôi hết rồi, đúng không? Thì Ca Diếp đảnh lễ Đức Phật xong, bắt đầu đưa cái quan tài lên vàng thiêu để thiêu. Thì dùng củi chiên đàn, dùng củi quý nhất để có thể thiêu Đức Phật, đốt hoài không cháy. À, củi lửa thế gian mà đòi thiêu cái thân của Đức Phật, cần thiêu không được. Cái cảnh giới đó là cảnh giới tứ thiền, chịu nổi không? Ngon cha nào mà nhập tứ thiền tôi đốt cho mà thấy. Nhảy nhõng nhõng luôn á. Tứ thiền chưa đủ lực đâu. Chưa đủ lực để có thể là ngăn chặn được tất cả những cái nhiễm của thế gian. Tới mức độ cuối cùng khi Đức Phật nhập Niết Bàn vẫn thể hiện là thế gian không có khả năng đụng chạm tới cái thân vật chất của Đức Phật. Mà sau khi Đức Phật bỏ rồi đó, đã bỏ rồi nhưng mà không đủ sức để đụng chạm tới cái thân Đức Phật. Cái lửa thế gian dù là lửa quý gì đó của củi chiên đàn, rồi dầu thơm của cõi trời rải xuống tùm lum hết, nhưng mà không có thằng cha nào đủ sức để đụng chạm tới cái thân này. Thì lúc đó Đức Phật phải dùng quả quan tam muội của mình tự thiêu cái thân. Chúng ta phải thấy rõ được điều này. Tự tại cho tới cái mức này thì tứ thiền chịu nổi không? Để phân tích để chúng ta thấy là năng lực của tứ thiền không có tới cái chỗ này. Thành ra cái đoạn của tứ thiền là cái đoạn bậy bạ nhất trong lịch sử mà bôi nhọ Đức Phật, phá hoại cái uy tín của đạo Phật bằng cái chuyện tứ thiền trước cái phút Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta phải nói như điều vậy. Nếu là Phật tử thì nên phản đối tăng ni, nên phản đối để loại trừ cái đoạn đó ra khỏi cái sử của Đức Phật đi.
để nó có một cái gì được một chút về lịch sử, chứ tôi đọc tôi khó chịu lắm. Tôi cũng kiếm gắng kiếm coi cái quyển nào nó quên không, mà tôi đọc quyển nào cũng thấy cái đoạn đó, không có quyển nào cũng quên, nó mới tức. Nhưng mà nếu mà sau này tôi viết lại thì lịch sử Đức Phật là tôi viết cái kiểu khác rồi. À, tôi viết một cái chuyện nội, cái chuyện mà hôm trước mình nói là cái chuyện Đức Phật đi khất thực thôi. À, cái chuyện mình đi khất thực của Đức Phật thôi, cái là thì cái tam giới là phải quỳ xếp hàng để mà lễ Đức Phật, chứ đừng nói tới cái chuyện Đức Phật nhập Niết Bàn. Thành ra cái chuyện nhập Niết Bàn, Đức Phật là một trong những cảnh giới tu chứng của Phật chứng, chứ không phải là thánh chứng. Cho nên là thế gian này không đủ tầm để có thể hiểu được là lúc đó Đức Phật nhập trong cảnh giới chư Phật như thế nào. Dù Đức Phật đã ở trong cảnh giới chư Phật rồi, năng lực thiền định của Đức Phật vẫn thể hiện cách trọn vẹn trong nhân gian này. Và cái định lực gọi là quả quan tam muội của Đức Phật đủ để có thể hỏa thiêu cái thân này. Còn nói cái chuyện trước đó nữa một chút ơi. Hai cái chuyện mà ấm ức nhất cuối đời của Đức Phật là cái gì? Đức Phật ăn cái bát cháo để trúng độc tiêu chảy. Chuyện này là cái chuyện khó chịu trước phút Đức Phật nhập Niết Bàn nữa. Hai cái chuyện này là trong lịch sử tôi không bao giờ chấp nhận được. Nói Đức Phật bệnh á, tức là người bệnh là người còn nghiệp, chứ không phải dùng cái nghiệp để nói trong cái bệnh. Cái người mà hết nghiệp không nói tới cái chuyện bệnh. Định lực của Đức Phật là kim cương định, không có gió máy gì có thể thấm, đừng nói trúng gió, trúng dông. Mấy cái người mà trúng gió, trúng dông, trúng dịch là đại mà nó còn nghiệp. Còn Đức Phật là đã dứt trừ cái lậu hoặc sanh tử, thân kim cang bất hoại một cách thật sự. Tất cả cái chuyện ăn ở Đức Phật là thể thị hiện chơi cho vui, chứ thực sự Đức Phật không ăn cái thức ăn trần gian này đâu. Năng lực thiền định Đức Phật, hay Đức Phật nhập định rồi một cái hả, sử dụng cái thân này cho tới 8.000 năm sau không cần ăn một miếng nào, cái thân Đức Phật vẫn tươi nhuận không bao giờ héo. Đó mới là cái định lực của Phật, nhưng mà mình chưa muốn đụng tới. Thì cả đời Đức Phật cái thị hiện trước chúng tăng đi bộ đó, thực sự Đức Phật sử dụng cái thức ăn của thế gian này sau khi thành Phật để nuôi cái thân vật chất này sao? Sai rồi. Chưa nói sau này thì viết sử thì sẽ nói hết những cái chuyện này cho ra, cho để bà con thấy rằng cái chuyện này nó không phải như cái kiểu sử lâu nay. Viết hư của Đức Phật mà nó trơn mất giá trị hết. Mà Đức Phật thị hiện ngay cả cái chuyện mà thị hiện luôn cả cái thức ăn cho chúng tăng trong cái thời đó nữa. Có những nơi là thực sự không có người, có những cánh rừng là thực sự không có người, và chúng tăng phải đi bộ mất mấy ngày mới xuyên qua cái cánh rừng đó. Mà là rừng thì rậm cây cỏ rồi thú dữ đủ thứ hết. Đức Phật phải dùng cái định lực là chớp mắt cả thành đại lộ, hai bên đầy lầu đài, đầy người ra cúng dường chư tăng trên cái bước đường đi. Thì chuyện này là chuyện của ai làm? Năng lực gọi là cái gì? Đại thần lực của Đức Phật làm. À, nhưng mà chỉ ghi cái chuyện mà cái chuyện này có ghi trong sử rồi nha, có những cái đoạn đường rõ ràng là đi bước tới bờ rừng rồi là tự động bờ rừng thông thoáng thành một cái đại lộ chư tăng đi qua. Và có ghi rất là rõ, có một cái chuyện mà mình nói tới nữa luôn là gì, có một lần chư tăng với Đức Phật là đi rồi đã tới xế chiều rồi, bữa đó mưa rất là lớn và đi ngang cái dòng thác kinh khủng lắm, nếu mà rớt xuống là cuốn đi mất, không ai biết có thể lượm cái xác ở đâu. Và nếu như mà đêm nay mà còn ở bên đây cái bờ suối thì rất là nguy hiểm, cho nên Đức Phật muốn chư tăng phải đi qua bờ suối bên kia để đi về cho kịp trong đêm. Chư tăng nói là thông báo A Nan quay lại, thông báo với toàn chúng là nhắm mắt lại hết, chừng nào Đức Phật kêu mở mắt mới được mở, còn mở mắt sớm là chuyện gì xảy ra không biết rồi nha. Thì toàn bộ 1.250 vị tỳ kheo nhắm mắt lại. Tới hồi Đức Phật kêu mở mắt ra là ở bên kia hết rồi. Đó, có những chuyện Đức Phật cần phải sử dụng cái thần lực của mình là Đức Phật xài, chứ không phải là Đức Phật không có. Thường như là cái tam giới này không ai có thể so sánh với Đức Phật bất kỳ một cái điều gì. Thành ra là cái phúc mà nhập Niết Bàn của Đức Phật đó là gọi là hiện tướng, gọi là thị hiện cái tướng Niết Bàn của cái nhục thân này thôi. Nhưng mà Đức Phật đã ở trong cảnh giới chư Phật bất hoại, bất sanh, bất diệt rồi. Đức Phật không có cái chuyện sanh diệt. Và nếu như có một cái người mà đảnh lễ cầu Đức Phật trước phút mà Đức Phật xả bỏ thọ mạng,
Như hồi nãy mình kể anh An đó, thì chỉ cần anh An một lần nghe nói Quảng Hồn quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, con muốn thuyết Thế Tôn trụ thế lâu dài, là bây giờ mình được gặp Đức Phật lễ đã luôn rồi. Không biết sao lúc đó anh An lại quên hết rồi, không biết. Cho nên cái phút mà trước mà kiết tập kinh điển là Ngài Ca Diếp bắt lỗi anh An không thỉnh Phật trụ thế đó. Anh An bị bắt lỗi đó. Nhưng mà nói là quy luật rồi, chuyện thế gian Đức Phật không muốn phá, không phá vỡ được cái quy luật vật chất này. Chứ Đức Phật thừa sức làm cái chuyện đó. Thậm chí cả như bây giờ, nếu như Đức Phật muốn hiện cái tướng ra với một người mà đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì người đó được thấy cái tướng của Đức Phật hiện ra. Giống như Thiên Ma Ba Tuần, nó có khả năng hiện cái tướng đó cho tổ U Ba Cúc Đa, đúng không? Ở cái thời tổ U Ba Cúc Đa đang thuyết giảng, đang thuyết giảng cái thính chúng, tự nhiên thấy con sâu núp dưới ấy. Ông tổ này cũng ghê gớm, có thần thông, là dùng thần lực để bắt đầu nó hiện nguyên cái tướng ra, nó không có thành con sâu được. Anh hiện tướng ra anh sợ quá, nói không, ta cho người hiện tướng ra để quy làm đệ tử ta cái đã, chứ không bắt áo làm gì đâu, thì cũng quản hơi quỳ đảnh lễ xin tổ cho làm đệ tử. Quy xong rồi tổ nói, ta nói thiệt với người á, là ta rất là quý Đức Phật, mà ta biết ngươi là biết ngươi sống cùng thời Đức Phật, ngươi cái tuổi thọ ngươi đã có 1,000+ năm rồi, thì cái chuyện xảy ra Đức Phật là ngươi thấy rõ, biết rõ hình tướng Đức Phật cái gì ngươi biết hết đúng không? Nói dạ đưa thầy con biết hết rồi à. Cái hình thẳng cái tướng chúng tăng biết không? Nó biết luôn nữa. Nói tay bây giờ ta muốn nhìn thấy Đức Phật là ngươi làm đi. Ma Ba Tường nói là sư phụ ơi, con là đệ tử sư phụ rồi, với điều kiện con làm thì được rồi đó. Nhưng mà hiện ra là sư phụ đừng có đảnh lễ nha, đảnh lễ là con biến mất á, con sợ sư phụ đảnh lễ con tổn phước nó. Ừ không sao đâu, ta cũng gắng giữ bình tĩnh. Không sao đâu. Vừa nói xong mà Thiên Ma Ba Tường hiểu một cái rừng rất là đẹp trong cái thời Đức Phật á, trong cái rừng cái người mà dẫn đầu với cái hào quang rực sáng đi rất là trang nghiêm, sau lưng một đoàn chư tăng 1,250 vị tỳ kheo tiến từng bước từng bước từng bước, và Ngài U Ba Cúc Đa nó thấy từ ghế tuột xuống đảnh lễ rồi biến mất. Như vậy là Ma Ba Tuần có khả năng hiện Đức Phật và chúng đại tỳ kheo trở lại như là thời Đức Phật, thì thần lực của Đức Phật cũng có thể hiện bất kỳ một cái nơi nào bây giờ ở trong tam giới này, trở lại với tất cả những hình tướng đó. Và hiện không mất nữa, chứ không phải hiện rồi mất rồi nha. Hiện và không bao giờ mất trong thế gian này, Đức Phật cũng thừa sức làm những chuyện đó. Có nghĩa là tất cả những cái chuyện sanh tử của tất cả chúng sanh trong muôn vạn kiếp khắp pháp giới mười phương này, Đức Phật đủ cái thần lực để có hiện hết ở trong cái tam giới này trở lại một lượt, để thấy rằng là đời trước mình là cái gì, mình biết hết luôn, mình thấy hết luôn. Tức là Đức Phật thừa sức với tất cả những điều như thế. Cho nên là năng lực thiền định mà muốn có thành không, muốn không thành có đối với Đức Phật là không có bàn. Giữ thân hay không giữ thân là không có bàn. Nhưng mà tại vì cái nghiệp của chúng sanh trong cái cõi này được chiêm ngưỡng Đức Phật trong cái thời điểm như vậy thôi, thì không có thể thêm được nữa. Tức là chúng sanh trong cõi này chỉ thấy được Phật đoạn đó thôi, và qua hết rồi là loài người không được trực tiếp thấy Phật được nữa. Thì đó là cái nghiệp của từng cõi của mình, mình phải chấp nhận. Như vậy là trong cái cảnh giới mà hiện cái tướng niết bàn này, thì chúng ta mới thấy được một cái điều nữa là gì. Ai đã từng đi Ấn Độ, hồi nãy mình nói, mình chưa có nói tới cái chuyện mà cái lúc mà Đức Phật nhập niết bàn à, hai cái điểm mà tôi thấy cái năng lực mà nó còn nguyên cho tới bây giờ, đó là cái chỗ Đức Phật nhập niết bàn. Cái năng lực thiền định phải nói là kinh khủng, không bao giờ chúng ta có thể tưởng nổi. Nếu như chúng ta tới cội Bồ Đề mà đừng có phát khởi cái tâm cầu sinh, gian sinh, động tâm như giống như tất cả những người khác, đừng có phát cái tâm mà gọi là lễ để cầu phước như mấy người khác, mà chúng ta lắng tâm định, thì chúng ta sẽ thấy được cái định lực của Đức Phật ở chỗ đó kinh khủng lắm. Như nãy mình nói là Đức Phật đã trải qua tất cả cảnh giới thiền định, đúng không? Thì mình lắng tâm tới đâu mình sẽ nhận được định lực tới đó, chứ không phải là thấy được tới lực gọi là định của Phật đâu nha. Mình không tới cái tầm đó đâu. Nhưng mà tùy theo cái tầng định của mình mà mình lắng tâm ở đâu, thì mình thấy cái lực đó nó rung động, nó tương thông, nó hòa quyện với cái định của mình ở đó.
và mình lắng tới đâu thì mình sẽ thấy được cái định lực của Đức Phật còn để nguyên ở đó. Thành ra là cái phúc mà gọi là cái phúc thành đạo Đức Phật là tất cả những cái cảnh giới thiền định của Đức Phật trải qua vô lượng vô số kiếp về trước để nguyên ở cội Bồ Đề đó tới giờ phút này. Cái đó là cái có thể chứng minh được. Mà làm sao có thể thuyết minh cho một người khác biết là đây là đang ở tầng định này, Đức Phật đang thể hiện này còn nguyên, thì không có máy nào đo được. Khổ một cái là bây giờ máy móc khoa học không đủ sức để đo cái điều này. Chỉ trừ những cái bậc chứng thánh hay là có năng lực thiền định cao tới đó nhận được cái năng lực đó thì biết đó, cái đó còn nguyên ở đó. Như vậy là không phải là cảnh giới Phật định nữa, mà tất cả cảnh giới định, tất cả những cảnh giới tu chứng, tất cả những cảnh giới thiền định còn nguyên ở cái mảnh đất Ấn Độ. Chúng ta còn cái phước trong cái cõi này là không phải là năng lực nó ở đó, nó không có tới đây. Đến một cái lúc nào đó chúng ta tu tập tốt đi rồi chúng ta mới thấy là chúng ta ngồi ở đâu, mà chúng ta được định. Và khi chúng ta định đủ cái lực định rồi thì chúng ta mới thấy rằng là dùng từ là câu thông, là kết nối, là hòa quyện với cảnh giới định đó. Trong đó có cảnh giới của Đức Phật đã để lại cách đây hơn mấy ngàn năm. Tất cả những cái tầng bậc định đó đều có hết. Còn tới cõi Bồ Đề là nó kinh khủng hơn nhiều, và dễ đi vào định dữ lắm luôn. Dễ lắm luôn á. Ở đó mà chúng ta có quen mà tu thiền rồi, chúng ta dễ mà đi vào một hai cái tầng định rồi, tới đó là sâu lắm. Tới đó là quý vị sẽ nếm trải được, và thậm chí là chúng ta cũng có thể được nâng tầm với những cái lực định tới cái Phật định lắm mà. Thì chúng ta ở trong cái cõi giới định của chư Phật đã từng để lại ở tại cõi ta, cái cõi Bồ Đề. Nhưng mà có ai tới đó làm chuyện đó là lo lại không ạ? Lại cầu phước mà. Ít người ngồi thiệt lắm. Ngồi thì cũng hướng tâm rồi xin Đức Phật này kia kia nọ, chứ không chịu ngồi để mà lặng tâm. Chứ nào tới đó phải lặng hết, qua hết những cái tầng dao động tâm thức ồn ào náo nhiệt của thiên hạ, những cái tầng sóng tâm mà hằng hà sa số những người bao nhiêu năm trời. Ngay cả mấy cái vị chư thiên cõi trời xuống đây cũng lại cũng cầu phước nữa, chứ không phải cõi mình. Rồi các cõi tới cái cõi Bồ Đề cũng lại cũng cầu phước đầy hết. Rồi tới cõi người của mình trải qua mấy ngàn năm cũng lại cũng cầu phước. Trời ơi, mỗi đống xà nùi những cái từ trường rối loạn gian sinh cầu khẩn đủ thứ chuyện. Và chúng ta phải đủ cái tâm để lặn hết xuống sâu dưới cái đáy những cái tầng tâm đó, thì chúng ta sẽ chạm được cái yên bình, cái thanh tịnh của cái định lực Đức Phật để là cõi Bồ Đề cho tới giờ phút này. Ai mà tới đó thì mà không có tu thiền được thì thôi đi á, đáng bị ăn đòn 50 gậy. Bây giờ mình nói tới cái chỗ nhập niết bàn cũng vậy. Chỗ nhập niết bàn là nó kinh khủng hơn, là thứ nhất là Đức Phật để nguyên cái từ cái tình thương của Đức Phật lại cho nhân gian, cho tam giới này. Như xưa mình đã từng nói rồi, ai đã từng có cha có mẹ vào phút cuối thì cứ như vậy, ở sáng bên đi, ở sáng bên đi. Và cái phút cuối mà quý vị mà được để cái lỗ tai ngay cái rúng á, quý vị sẽ thấy khi mà cha mình lấy hơi lên, mẹ mình lấy hơi lên lần cuối cùng, và Đức bức như bức một cho chỉ rồi đó, tức là tâm thức nó bắt đầu nó bỏ thân rồi đó, thì chúng ta thấy hơi ấm nó tràn phủ hết cái người mình, nó ấm lạ kỳ lắm. Cái tình của bà mẹ, tình của người cha luôn để lại cái đó cho con cái, mà đứa nào ở gần được hưởng. Mình nói cái bữa đó thì đây là cái chuyện sự thật xảy ra trong cuộc đời của tôi. Không biết có ai dạy bữa đó tự nhiên mình khiến vậy, mình cũng không biết. Sau khi nhắc mấy lời cho mẹ tôi xong rồi, đúng không? Tôi bắt đầu để lỗ tai lên rúng. Thì thật sự có mình biết được cái chuyện này, mình hưởng chuyện này, chứ mấy người xung quanh cũng không biết làm sao mà. Và cũng một chút hơi thở cuối cùng mà ông thầy vẫn để cái tai rúng. Nhưng mà tôi không có giải thích. Tới giờ này nói cái chuyện niết bàn rồi mình mới nói chuyện thế gian trước đi. Thì vậy là bất kỳ cha mẹ nào khi chết vẫn để là cái tình đó đối với con cái. Và cái hơi ấm đó nó kỳ diệu lắm. Cái mình giống mình tưởng tượng như một cái sự vuốt ve mơn trớn, nó không có cái gì mà có thể mềm dịu cho bóp mình như vậy hết rồi á. Và không có cái hơi ấm thứ hai nào, nó ngấm từng tế bào một của mình nha,
từng tế bào một của mình trong cơ thể nó được ấm lên, nó được giống như nó hưởng được cái hạnh phúc hòa quyện với cái tình mẹ con trong cái lúc đó, nó từng tế bào mình nó hưởng được cái tình người, cái tình mẹ con trong phút đó. Hay lắm, tuyệt vời lắm. Nên là cái này là cái kinh nghiệm, không biết ai dám làm thì làm, không làm thôi. Thử ai có làm có kinh nghiệm mới mốt kể cho tôi nghe chứ. Đây là kinh nghiệm thiệt. Rồi Đức Phật của mình đó thì để lại một cái tình mà nghĩa là cái lòng từ Đức Phật, dùng từ chuyên môn là lòng từ Đức Phật, nhưng mà cái Đức Phật là mượn thân người, cho nên cái hơi ấm tình người kèm theo cái từ tâm của Đức Phật nó lại là kinh khủng hơn ở cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Tới Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đoàn nào cũng tụng kinh rồi đi nhiễu kinh hành tùm lum hết trơn á. Đoàn tôi gì đó, tôi niệm kinh xong rồi tôi đi mấy đi có một vòng, cái tôi phóng cái góc tôi ngồi, tôi nói đi tiếp. Dẫn đoàn mình kêu họ đi tiếp, tôi phóng cái góc tôi ngồi đi, chỉ mà tôi kêu ngồi thì chắc chắn không ai ngồi, tôi kêu cũng có một số người ngồi thôi, mà lúc đó đâu có ai hiểu, mình không có giải thích kịp trước khi mình tới đó, cho nên là lỡ dẫn đoàn tới đó rồi thì họ muốn tụng kinh, họ muốn nhiễu Phật thì thôi cứ nhiễu. Thì cái gì mà lắng động tâm ở cái chỗ Đức Phật như Đức Bàn, ví dụ vừa thấy cái yên ổn, cái thanh tịnh trong cái định lực của Phật còn để lại và cái từ tâm Đức Phật để lại trong cái đó, tuyệt vời lắm. Chúng tôi dùng cái từ là tuyệt vời thôi chứ không có dùng từ khác để diễn tả được trong cái đó đâu. Không bao giờ trong cuộc đời mình có thể nếm trải được cái sự ấm áp mà vừa thanh tịnh vừa an lạc sâu lắng cái cảnh giới đó được hết. Cho nên những cái vị mà tu sĩ ở đây, và giờ bắt đầu nói tới tu sĩ nè, sư phụ mình mà là những người mà thiền định á, sâu á, đại khái là nếu như chúng ta có được cái duyên mà có những cái vị thầy của mình mà như là đạt đạo đi, mình dùng từ đạt đạo đi, hoặc là thiền định sâu một chút đi, trước cái phút mà sư phụ tịch á, chịu khóa ở gần em. Ở gần thôi, tại vì là ông thầy sẽ dùng cái lực đó cho cái đại chúng của mình, để lại để gìn giữ bảo hộ đại chúng của mình, để lại để san sẻ tất cả những tình cảm còn lại. Thì lúc đó quý vị sẽ hưởng được những cái điều đó. Sẽ thấy rằng cái nhà này giống như được nung ở một cái hơi ấm vừa đủ, ví dụ như 37, 38 độ ấm hết tất cả mọi người đó, rồi nó an lạc, nó thanh tịnh. Mặc dù mình không muốn định thì nó cũng rớt cho cái tầng an lạc, nếu thầy mình lúc đó rất là định để xả bỏ cái thân thì cái năng lực đó mình sẽ nếm. Còn Đức Phật trong cái cảnh giới Niết Bàn thì kinh khủng lắm, ở để lại cái hơi ấm nó lạ kỳ và cái an lạc thanh tịnh sâu lắng mà không diễn tả được. Nếu mà chỉ có đến đó quý vị định được á, phá hết những cái lợn cợn nơi tâm thức, để mình để cái tâm mình hoàn toàn rỗng lặng thanh tịnh á, thì quý vị sẽ nếm được cái mùi này. Nếm được thì mới thấy được cái giá trị thực của cảnh giới Niết Bàn. Chút xíu thôi nha, chứ còn giá trị thực của cảnh giới Niết Bàn Phật thì mình không có đủ đâu. Nhưng mà nếm được cái hương vị đó thật ở trong cái cảnh giới, cái chân trời của Phật Pháp, nó là một gì, ví dụ từ thế gian là ngọt, ngọt ngào, sâu lắng, kỳ cục, người ta không có bao giờ có thể bỏ rào Phật được. Ai mà tới đó nhận được cái này rồi là trong ngàn muôn kiếp về sau sinh ra ở đâu cũng đi theo đạo Phật hết á. Nếu mà nếm được cái này một lần, nên là cái sự yêu quý của mình đối với Đức Phật lúc đó hả, nó tăng lạ kỳ lắm, không có thể nói bằng ngôn ngữ được. Tại vì mình được tiếp nhận, mình được rung cảm với cái tần sóng năng lượng định lực, cái lòng từ của Đức Phật để lại, nó khác lắm, nó rất là khác. Và lúc đó nó làm mình được thanh thoát, mình được nâng cao kỳ lạ, mình đi sâu vào thiền định kỳ lạ lắm. Và cho tới giờ phút này không phải cái đó mất đâu. Ở chỗ đó thì nó mạnh thôi, rèn xa hơn của cái cõi này. Mà cõi này thì người ta xài ở tầng ngoài, ta đâu có xài nổi tới cái tầng trong này đâu mà nếm trải. Cho nên là những người mà thì nếu như mai kia mốt nọ mà chúng ta gặp những cái vị nào mà có thiền định sâu, thiền định một cách thực sự để có thể dung thông được pháp giới này á, chứ còn thiền định mà để lắng tâm thanh tịnh rỗng lặng, không có động niệm ngày này qua tới ngày kia thì nó bích lấp, không có cái chuyện đó đâu. Thiền nào mà dung thông được pháp giới thì mới thấy được là cái năng lượng
định lực của Đức Phật vẫn còn để nguyên trong cõi này. Nguyên. Thì vậy là tất cả những cảnh giới tu chứng Đức Phật vẫn còn để nguyên trong cõi giới này. Thành ra đừng có nói là tu mà mình không biết mình tới đâu. Không phải, tới đâu mình sẽ biết tới đó. Tới đâu mình sẽ biết tới đó. Tại vì những cái tầng bậc đó nó còn, năng lực rung động đó nó còn nguyên ở trong cái cõi này, không có mất miếng nào hết đó. Thành ra trong cái phút mà thành đạo Đức Phật á, Đức Phật đã thể hiện trọn vẹn những cái tầng bậc tu chứng, thì tất cả những cái thể hiện nó còn nguyên trong cái cõi ta bà này, hay nói khác hơn là còn nguyên trong tam giới này, còn nguyên hết rồi nha. Cho nên thời nào tất cả những cái vị thánh đệ tử chứng thánh quả thì trí tuệ của các vị đó đều thấy được hết tất cả những cái tầng bậc tu chứng từ thánh quả A La Hán ngược trở xuống, Đức Phật đã trải qua và để nguyên, để các vị có thể tin là cái chỗ này là mình đã đi đúng. Tại vì Đức Phật đã từng đi, Đức Phật để đó giống như là một cái bức thang tu chứng rõ ràng ở trong cái cõi giới này. Cho nên là chúng ta tới chúng ta sẽ biết, nhưng mà thực sự tới A La Hán rồi mới thấy hết mọi cái. Nhưng mà trong cảnh giới thiền định mà chưa có tới cái tầng A La Hán thì chúng ta cũng cảm nhận được là những cái tầng này Đức Phật đã tới. Nó tại vì khi đi sâu vào thiền định nó có, sẽ có một cái sự dung thông hòa quyện ở trong cái cảnh giới tâm, chứ không có riêng. Nhập định mà chúng ta còn riêng tư là cái ngã chúng ta còn dài, định không quá sâu. Chừng nào cái ngã chúng ta nó mỏng quá thì cái định nó mới sâu, mà định sâu chừng nào thì hòa quyện nhiều chừng đó, rộng nhiều chừng đó, thông nhiều chừng đó. Thì càng hòa quyện, càng thông lưu, càng rộng lớn chừng nào thì nó sẽ câu thông, kết nối với hòa quyện thông lưu với tất cả cảnh giới của các vị thánh hiền và các vị Bồ Tát và chư Phật. Cho nên là nói tới cái cảnh giới Niết Bàn của Đức Phật thì nó sẽ còn lưu lại mãi mãi, và trong vũ trụ này không mất. Không phải Đức Phật Thích Ca mà tất cả Đức Phật khác. Ở đây mình đang nói Đức Phật Thích Ca đang lưu lại trong cái cõi của mình thôi. Thì năng lực nó còn nguyên trong cõi này. Nhưng mà cõi này cũng như tất cả các cõi thì năng lực cũng giống như nhau. Nếu chúng ta thiền định đến một cái ngày chúng ta dung thông pháp giới thì chúng ta thấy những cái cảnh này nó còn nguyên như vậy. Nhưng mà ở đây mình nói theo cái kiểu của cõi của mình thì năng lực này còn nguyên. Nếu như chúng ta có cái duyên mà đi tới những cái chỗ động tâm Đức Phật đúng không? Từ cái chỗ mà đản sanh, rồi cái chỗ mà thành đạo, cái chỗ nhập niết bàn, cái chỗ chuyển pháp luân của Đức Phật á, thì chúng ta sẽ thấy được những cái gì mà Đức Phật còn để lại. Nó có một cái loại năng lực khác thường, không có giống cái chỗ khác đâu. Ngay cả cái chỗ chuyển pháp luân cũng vậy. Tại vì chỗ chuyển pháp luân là chỗ đầu tiên mà Đức Phật khai hóa, thì có hằng hà sa số chư thiên xuống, rồi có một cái vị chứng thánh quả ở chỗ đó. Và khác hơn nữa là chúng ta đi khắp mảnh đất Ấn Độ á, chúng ta thấy những cái nơi tu chứng ở nơi mấy cái tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Kỳ Viên rồi đó. Thì những cái nơi đó là những cái nơi đặt chân của các vị thánh A-la-hán. Cho tới giờ phút này mình nói cái pháp bất sanh bất diệt là hôm trước mình nói rồi đúng không? Thì giờ phút này những cái năng lượng của những cái vị thánh mà còn tồn tại trên cái mảnh đất Ấn Độ á, nó còn ngập tràn ở bên đó. Ngập, nhưng có điều là con người ta ở tâm khác, nó không có gọi là gì câu thông kết nối được, không có cảm nhận được cái năng lượng đó thôi. Chứ còn cái người mà tu Phật của mình mà có thiền định tốt hả, trời đi qua đất Ấn Độ là thôi đi, không còn gì nữa. Đi qua đất Ấn Độ là hưởng những cái năng lượng đó không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ người phàm. Đi tới đâu, bước tới chân tới Ấn Độ, những cái nơi mà có tăng đoàn đi qua, những cái nơi mà tăng đoàn lưu trú, những cái nơi có Đức Phật lưu trú rồi, quý vị thấy không diễn tả được bằng ngôn ngữ người phàm. Nói vậy muốn đăng ký đi Ấn Độ hết vậy. Nhưng mà phải tu tốt mới được, chứ không đi khơi khơi về khơi khơi mà. Đương nhiên là có rất là nhiều người đi tới Ấn Độ chuyển tâm, những người mà đi du lịch chơi thôi, nhưng mà sau khi đi thì về họ cũng theo đạo Phật, thì cái chuyện đó rất là nhiều. Nhiều người đi tới đó thay đổi rất là nhiều, chứ không phải không có. Tự nhiên mình tu dở, mình tới đó được một cái dòng lễ tứ động tâm về, mình tu sẽ tốt hơn, thì cái đó có chứ không phải là không. Nhưng mà được hưởng được cái năng lượng thật ở trong cảnh giới thiền định của Đức Phật và chư vị A-la-hán để lại trên mảnh đất Ấn Độ là phải lắng tâm thật sự khi bước chân tới mảnh đất Ấn Độ.
và chúng ta luôn ở trong cảnh giới thiền định thì tất cả những điều này chúng ta sẽ hưởng được, gọi là thừa hưởng, mình được quyền thừa hưởng chứ. Đức Phật để lại cho mình chứ để lại cho ai mà mình không biết hưởng là gắng chịu. Tức là cái gì? Gọi là cái gì? Bữa tiệc hoàng gia thì phải hoàng tộc mới hưởng, còn người thường không hưởng được. Chừng nào mà chúng ta trở thành hoàng tộc là chúng ta sẽ thấy hết những cái điều đó nó còn nguyên ở trong cái cõi này và đậm chất ở tại đất Ấn Độ. Chúng ta phải dùng cái từ là rất là đậm đà. Hạnh phúc vô biên, chúng ta không thể diễn tả được những cái phút giây mà chúng ta cảm nhận được những cái năng lượng đó đâu. Và đó là mình chỉ có nước là thiệt, các quý đi đâu cũng có thể lễ lại được để thể hiện cái lòng cung kính tri ân của mình. Nhớ thì đây là, đó là những cái tướng gọi là tám tướng thành đạo của Đức Phật. Thì chúng ta phải thấy được một cái, một Đức Phật khi thành Phật thì phải thể hiện đầy đủ tám tướng này. Nói về Đức Phật, và cái tướng gọi là thị hiện thôi, thị hiện tám tướng ở thế gian này là phải có đầy đủ như vậy. Mà quý vị biết không, cái vị, các vị chư thiên á, đây nói sơ một số vị chư thiên, các vị mà không thấy được mấy cái tướng này á, cũng vì không có kính lễ. Đang đương nhiên là các vị chư thiên ở cái, đứng cái tầng cao á, thì thấy được, nhưng mà các vị chư thiên mà thuộc cái dạng mà tu phước để về cõi trời á, thì cũng phải về được Đức Phật hiện tướng. Nếu Phật hiện tướng hoặc là giống như thiên chủ, cái vua trời đế thích phải thông báo cho thiên chúng, con số gì thiên chúng không có đủ sức để thấy. Thì là vua trời đế thích mỗi lần họp bàn thì phải nói, thì các vị trời gọi là trời chúng trời mới biết về cái tướng của Đức Phật hiện ra trong cái cõi này, các vị có thể thấy được. Và ở các cõi cũng vậy, các loài các cõi cũng vậy, có những cái loài họ không đủ sức để thấy. Thậm chí cả loài người của mình, nếu mình không nói ra là mình không đủ sức để hiểu, mình hiểu thôi chứ mình cũng không thấy được đâu. Nhưng mà các loài các cõi cũng được cái vị thiên chủ, vị mà chủ của cõi của mình cũng phải nói tới cái điều này. Khi mà họ hướng tâm về Đức Phật là sẽ được nhắc nhở tới cái điều này. Và loài người của chúng ta may mắn được hiểu, được biết cái điều này. Và khi mà hiểu biết điều này thì chúng ta phải sao phát khởi cái lòng kính ngưỡng Đức Phật. Chúng ta yêu quý Đức Phật thật. Khi một người mà thể hiện hết tám cái tướng này ở trong thế gian này là cái người không thể có được thứ hai trong nhân loại. Lịch sử nhân loại là chưa có thấy người thứ hai nào có thể có được tám cái tướng này cả. Thì đó là những bậc tôn quý ở trong đời, đời này nếu mà nói theo kiểu thế gian. Và bậc tôn quý trong các bậc tôn quý của tam giới này, và bậc tôn quý của các bậc tôn quý của các vị thánh hiền và chư đại Bồ Tát, chứ không phải là tôn quý trong cái cõi thế gian của mình nữa. Đó là học tám cái tướng thành đạo này để chúng ta có thêm được cái lòng tôn quý Đức Phật hơn. Nhiếp khắp tất cả thế giới mười phương vì nghiêm tịnh Phật giác đều rốt ráo. Cái tâm hồi nãy giờ nói này là nhiếp cái gì? Tức là cái tâm rộng lớn nó thu nhiếp. Thì tất cả những cõi giới, khắp tất cả thế giới mười phương đều được gì? Nghiêm tịnh. Nghiêm tịnh cõi giới mười phương của chư Phật. Thì đây là tâm của Phật mới có thể đủ sức để có thể nhiếp và nghiêm tịnh ở các pháp giới mười phương rồi. Nhiếp khắp tất cả kiếp rộng lớn, vì xuất hiện trong đó tu Bồ Tát hạnh không đoạn tuyệt. Chúng ta thấy không? Nhiếp khắp tất cả các kiếp rộng lớn. Ví dụ cái kiếp sinh tử như kiếp số rộng lớn, mình sanh đời này đời kia đời nọ, rất là cái kiếp này là chưa phải kiếp rộng lớn đâu, mà những cái là tiểu kiếp này, tung kiếp rồi đại kiếp được mới được gọi là kiếp rộng lớn. Thì vậy chứ Bồ Tát cái tâm á, như mình nói là phải đủ để có thể là bao nhiêu tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp của cái vũ trụ này. Từ thành trụ hoại không của những cái vật chất, những sinh lão bệnh tử của tất cả những cái loài động vật chúng sanh, các cõi các vị nhiếp hết. Vì nhiếp nó để làm sao? Để thấy rõ là cái kiếp này, trong cái cõi giới này chúng sanh cái trình độ, cái nghiệp thức ra làm sao, để các vị mới hiện thân tới cái cõi nước đó, tạo phương tiện phù hợp tương ưng với cái cõi nước đó mà giáo hóa. Thì vậy là không có cõi nào mà các vị Bồ Tát không thấy, không biết. Và cũng có không có cõi nào Bồ Tát không tới. Nếu còn một cõi nào một vị Bồ Tát không tới, người đó chưa thành Phật. Nhưng mà khắp cõi hư không vũ trụ này,
Thì như trong kinh Đức Phật dụng từ là hằng hà sa số cõi nước, hằng hà sa số thế giới, hằng hà sa số chúng sanh. Thì các vị Bồ Tát nhiếp hết tất cả các đó và đi tới tất cả các cõi nước, không phải là một lần. Ví dụ như cõi người của mình có vị Bồ Tát không phải xuống một lần đâu, xuống đời này thấy làm chưa xong việc quay lại nữa. Có khi là tới lần nữa là ba bốn cái lần trở lại thọ thân làm người, 5-10 lần cũng không chừng nữa. Và rồi đi một dạo rồi các cõi nước xong quay trở lại cõi của mình nữa. Thật ra nếu còn một cõi nào trong hư không vũ trụ này, đây mình nói về cái quy luật vũ trụ, mà cái chuyện mà trước khi thành Phật á, trong kinh thì không biết có nói hay không, nhưng mà tôi có thể nói là nếu như mà một vị Bồ Tát còn bỏ sót một cõi nước nào chưa tới thì gọi là hạnh nguyện chưa viên tròn, chưa viên mãn thì chưa thể thành Phật được. Đó là thêm cái chùa thêm của mình. Tại vì mình nói là trước khi thành Phật gặp hằng hà sa số chư Phật rồi, đúng không? Thì bây giờ nói tới là trước khi thành Phật thì vị đó phải gần như là dạo khắp tất cả các cõi nước ở khắp mười phương này để giáo hóa tất cả chúng sanh muôn loài. Không có chúng sanh trong cõi nào mà không được Bồ Tát giáo hóa. Và Bồ Tát giáo hóa đầy khắp hết tất cả các cõi thì mới viên mãn Phật quả. Cho nên khác với vị La Hán. Vị La Hán mới chứng quả A La Hán thì chưa có đi dạo các cõi để giáo hóa. Thì bắt đầu khởi tâm đi dạo cõi này cõi kia để giáo hóa. Và khi dạo khắp hết tất cả các cõi nước rồi thì mới viên mãn hạnh nguyện của mình. Còn chỗ chưa tới, còn chỗ chưa biết thì chưa phải là Bồ Tát. Và ở giai đoạn đầu thì chưa đủ năng lực, chưa đủ thần lực thì là mình bỏ cái đời này một thân thì một thân đi tới đời khác. Nhưng mà tới có năng lực, có thần lực rồi thì sẽ là sao? Biến hằng hà sa số thân để đi tới hằng hà sa số cõi nước. Giống như Đức Phật là như Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là một lần Đức Phật đã hiện thân khắp tất cả các cõi để hiện khắp tất cả Bồ Tát, chứng khắp tất cả các Phật. Nhưng mà còn không kịp, trong hư không vũ trụ này nhiều không thể tính kể cái số cõi nước, chưa nói là chúng sanh trong mỗi một cõi là bao nhiêu nữa. Thì lực của Phật mà chưa Bồ Tát mà phải không có phút giây nào ngừng nghỉ để đi khắp tất cả các cõi như vậy. Cho nên ở đây là gọi là nhiếp tất cả những cái kiếp rộng lớn vô biên vô tận của khắp tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này. Mình nghe mình hiểu vậy thôi, chứ còn mình cũng không có tưởng nổi cái hệ mặt trời mình bao nhiêu, cái hành tinh là mình còn chưa có biết hết. Rồi giải ngân hà bao nhiêu, giải thiên hà bao nhiêu, chúng ta không bao giờ biết hết. Như vậy là không có kiếp số nào Bồ Tát không có nhiếp. Để chi? Để là xuất hiện ở nơi đó tu chứng hành Bồ Tát. Chứ không có kiếp số nào ở đâu mà chưa Bồ Tát không tới. Đây là cách để mà chúng ta, cách một vị Bồ Tát diễn tả cái bước đường hành đạo của mình. Nhiếp tất cả các kiếp rộng lớn để rồi đi trong đó mà hành hạnh Bồ Tát. Không đoạn dứt, dụng từ là không đoạn dứt. Tức là đi kiếp này, kiếp kia, kiếp nọ. Thật ra là có khi là lên, có khi là xuống những cái cõi mà thấp hơn cõi người. Không phải là bị đọa, các vị Bồ Tát thì đi tới những cái cõi tận cùng của chúng sanh còn thấp thổi. Nhưng mà các vị Bồ Tát vẫn tới để độ chúng sanh chứ không phải là đọa đâu. Chúng ta hồi xưa, hồi mới học đạo á, hồi đó mình cũng hiểu lầm là tu là phải tiến. Ví dụ như đời này mình cõi người thì đời sau mình phải lên trời, đời sau mình phải lên nữa, đời sau mình phải lên nữa để chứng thánh quả, phải lên nữa, đúng không? Thì đương nhiên trong khi mà sau khi chứng quả là hắn rồi á, thì nó không có còn thối chuyển, không có còn đi gọi là cái gì, thối chuyển quả vị tu chứng nữa. Tức là từ thánh quả là hắn là cứ đi sâu vào cảnh giới tâm linh rộng lớn, lòng từ rộng lớn, trí tuệ rộng lớn, rồi ba la mật rộng lớn. Nó cứ mỗi lúc mỗi lớn lên, mặc dầu hiện thân xuống cái cõi thấp hơn cõi người, nhưng mà làm lòng từ đủ lớn mới đi xuống dưới những cõi khổ. Đúng không? Thế bây giờ mình muốn đi này, ví dụ như mình nói chuyện đi từ thiện thôi. Đấy, mình thương dân thì mình mới lội bùng, lội sình đi vô cái vùng sâu mình cho người ta. Còn không thì mình ở đường phố mà tập trung người ta ra mình cho, mình không có cần đi tới sâu. Kiểu vậy đó. Thì các vị Bồ Tát cũng vậy. Ví dụ Bồ Tát mà chúng sanh khổ khó sâu rồi, những cái tầng sâu tâm thức
những cái nơi tâm tối không có ánh sáng cả hằng hà sa số kiếp mà Bồ Tát vẫn phải đi tới. Có những cái nơi nó không có ánh sáng, có những cái cõi hoàn toàn tối tăm, người chung sống trong đó không thấy nhau, nhưng mà các vị Bồ Tát vẫn tới đó. Với trí tuệ các vị Bồ Tát là các vị thấy những cái cõi mà nó chưa từng nghe cái danh tự của Phật Pháp nữa, thì Bồ Tát cũng vẫn phải tới đó rồi phải giáo hóa lần lần mới nói danh tự Phật Pháp cho nó nghe, rồi lần lần cõi đó bắt đầu nó có ánh sáng. Chứ không phải là như cái cõi chúng ta là phải nói dùng cái từ là phước rồi đúng không? Vẫn còn có ánh sáng để thấy được nhau và vẫn còn nghe danh tự Phật Pháp nhiều quá. Nhiều quá cho nên ỷ lại. Chứ còn có những cái cõi mà hiếm hoi lắm mới có một cái chúng sanh nghe được cái danh tự Phật Pháp. Nghe được cái danh từ Phật là hiếm lắm, chứ đừng có nói là nghe được hồng danh của chư Phật. Chúng ta được nghe mà chẳng những được nghe một lần, nghe nhiều lần rồi, thậm chí chúng ta còn niệm được nữa là biết rằng mình phước cũng lớn lắm rồi. Cõi mình cũng là một trong những cái cõi mà thuộc cái tầng phước báo lớn chứ không có nhỏ. Nhiếp khắp tất cả mọi loài vì điều hiện thọ sanh trong đó vậy, thấy không? Chúng ta tất cả các loài luôn, Bồ Tát đều hiện thọ sanh đó, ngay cả côn trùng nhỏ nhất các vị Bồ Tát cũng hiện thân trong đó, các loài các cõi là đi tới hết. Nếu mà Bồ Tát có cái tâm còn từ chối cõi nào thì tâm đó không phải là tâm Bồ Tát. Thành ra là nãy mà nói rõ ràng là không đi khắp tất cả các cõi là không thể thành Phật. Cho nên trước phút thành Phật là gần như không có cái loài, không có cõi nào mà không đi tới, không có chúng sanh nào mà không giáo hóa thì mới trọn vẹn cái tâm của Bồ Tát được. Cho nên là nhiếp tất cả các loài và vì hiện thân trong đó mà, hiện thân đó cho nên thôi nhiếp hết vậy. Nhiếp khắp tất cả chúng sanh giới vì đủ hạnh của Phổ Hiền, tức là trong khắp cái chúng sanh trong pháp giới mười phương này mà được lợi ích cái gì thì được gọi là hạnh Phổ Hiền. Tại vì ngài Phổ Hiền phát nguyện rộng lớn lắm. Ví dụ như bây giờ ở pháp hội bữa nay mà là chuẩn bị thuyết giảng thì ngài Phổ Hiền đã thể hiện cái năng lực của mình, cái tâm nguyện của mình là cái gì? Ủng hộ đạo tràng. Tàn đến sáng có ông bà chuẩn bị đi chùa Long Hương nghe pháp, cái tự nhiên ấy thôi làm biến, thôi bữa khác đi. Ngài Phổ Hiền xách đầu vậy tỉnh tỉnh dỗ dỗ tỉnh đi đi con, hôm nay ông thầy ông giảng vui lắm. Đi. Nhưng mình đâu biết đó là hạnh Phổ Hiền, tự nhiên sáng hồi nãy mà nó muốn đi nhưng mà tự nhiên cái thôi giờ đi đại đó. Thì đó là hạnh nguyện của Phổ Hiền. Ví dụ như đạo tràng này mà còn trống trải rồi còn chưa có yên ổn, cái các về vị Phổ Hiền phải thể hiện một cái năng lực của mình để khiến sắp xếp để làm cho yên tịnh đạo tràng. Có một chúng sanh nào đâu đó khổ, tự nhiên ngài Phổ Hiền khiến cho người ta tới để cứu giúp. Có người chưa phát tâm học Phật, ngài Phổ Hiền khiến cho người đó được học Phật. Có nghĩa là tất cả những cái lợi ích gì ở trong tam giới này mang lại cho chúng sanh thì đó đều là gì? Hạnh nguyện của Phổ Hiền ấy. Cho nên cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền nó rộng khắp lắm. Đó là nói đến tầng thấp rồi nói tầng cao. Người nào mà chưa có ngộ đạo thì ngài Phổ Hiền khiến cho được ngộ đạo. Người nào chưa tinh tấn thì ngài Phổ Hiền khiến cho được tinh tấn, vân vân. Thì tất cả những cái chuyện mà được thăng tiến những cái tầng bậc tâm linh tu chứng trong tất cả cảnh giới đều là hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền hết. Cho nên hạnh nguyện ngài Phổ Hiền rất là rộng lớn. Cứu độ từ những chúng sanh mà khổ chưa từng nghe được cái tiếng Phật Pháp thì ngài Phổ Hiền cũng khiến cho chúng sanh đó được nghe những cái tiếng nói của Phật Pháp của Tam Bảo để được thức tỉnh. Để ra từ cái cõi xa xôi, cõi thấp thổi, những cái chúng sanh muôn loài ở những cái tầng thấp nhất thì đều được hạnh nguyện Phổ Hiền để nâng tầm, để khai thị, để dìu dẫn. Và cái lợi ích của tất cả các bậc thánh chúng đều được cái năng lực của ngài Phổ Hiền, cái nguyện lực của ngài Phổ Hiền là. Thật ra cái nguyện ngài Phổ Hiền rất là rộng. Cho nên dùng cái từ là gì? Nhiếp khắp tất cả chúng sanh giới vì đủ cái hạnh Phổ Hiền vậy. Cho nên một cái vị Bồ Tát nào nếu mà không làm lợi ích khắp tất cả chúng sanh thì không phải thực hiện cái hạnh của ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền đã từng làm cái hạnh này, nhiếp khắp tất cả chúng sanh muôn loài, lợi ích khắp tất cả chúng sanh muôn loài, thì vị Bồ Tát cũng phải làm như vậy mới đủ hạnh Phổ Hiền. Nhiếp khắp tất cả phiền não tập khí đều dùng phương tiện khiến thanh tịnh vậy. Bây giờ tập khí phiền não của tất cả chúng ta, nói bây giờ nói tới cái chuyện mình đang tu, cái mình thấy mình khó chịu với người khác vì là cái người đó mặc áo đẹp của mình.
đơn giản là tập khí, là tập khí gì đó, cái tị khởi lên, thì là Bồ Tát sẽ nhiếp cái tâm này. Không đáng đâu con, mất thời gian lắm, cái tự nhiên cái mình tỉnh là của mình tu mà sao mình ganh tị, thôi cái mình giữ cái tâm mình yên. Thì đó là cái cách mà Bồ Tát nhiếp tâm mình, phụ lực với mình để mình có thể vượt qua được cái ganh tị ở nơi tâm. Ví dụ vậy đó, thì cái đây là tập khí mình vừa đang ngồi đây mà nghe cái mùi gì đó thơm thơm kia, cái bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là chút nữa mình sẽ ăn cái món đó, tập khí nổi lên. Thì là Bồ Tát sẽ nhiếp cái tập khí này để cho mình, nếu mình đang tu, mình đang ngồi nghe pháp mà tự nhiên khởi ăn kỳ cục quá, thôi giữ lại để giữ tâm thanh tịnh, ví dụ vậy. Thì vậy là bao nhiêu cái tập khí của chúng ta khởi lên thì Bồ Tát sẽ nhiếp được, tức là trợ lực chúng ta, nhất thức chúng ta, để chúng ta tĩnh tâm lại. Mình thấy rằng cái việc mà khởi cái tập khí thèm muốn cái này thèm muốn cái kia là nó không có giữ vững được cái sự yên tịnh của tâm của mình, và không giữ vững được tâm thanh tịnh thì không đi sâu vào thiền định, không đạt ngộ giải thoát, cho nên mình cắt nó. Ví dụ vậy thì được gọi là nhiếp tất cả các tập khí của tất cả chúng sanh, đều khiến cho được cái tâm thanh tịnh hết. Nhiếp tất cả những vô lượng căn tánh sai biệt của chúng sanh vì điều rõ biết vậy. Thì đương nhiên là Bồ Tát nào cũng biết rõ mình, không có cần phải hỏi thăm mình là cái gì đó, con ai, sanh ra nhỏ học cái gì, lớn lên làm sao, tính tình ra làm sao, thích cái gì, không thích cái gì, không cần hỏi đâu, không cần. Bồ Tát biết hết, thậm chí Bồ Tát còn biết trước khi mình sanh ra đây mình làm cái gì nữa. Mình bước thứ nhất bước cái gì, bước thứ hai té làm sao nữa, là các vị biết hết. Và cái tính mình là như thế nào, ương bướng ra làm sao, nhút nhát như thế nào, tinh tấn hay là giải đãi, thích tu hay là thích ăn đêm, ăn gì đó, biết hết. Bồ Tát biết hết căn tánh, nó biết mới giáo hóa được. Cho nên là biết tất cả căn tánh sai biệt của tất cả chúng sanh, rồi Bồ Tát biết hết đó. Nhiếp khắp tất cả những tri giải và sở dục của chúng sanh vì khiến họ lìa tạp nhiễm được thanh tịnh. Tri giải tức là cái hiểu biết của tất cả chúng sanh. Đương nhiên cái hiểu biết của mình không có ra gì đâu, không có tới đâu so với vị Bồ Tát đó. Cho nên là mình hiểu gì, mình biết cái gì, nó đối với Bồ Tát nó nhỏ nhất lắm. Không phải các vị Bồ Tát coi thường, nhưng mà trí chúng sanh như sáng mình nói là giống như ngọn lửa rung đốm, mà trí các bậc giác ngộ là như núi Tu Di, là đủ có thể soi chiếu để biết được hết tất cả những tri giải của mình. Thật ra giả bộ ngồi lắng tâm nghe tình kiến giải chơi chứ biết. Không cần phải nói biết hết rồi. Và cái thứ hai là sở dục, tức là cái ham muốn của mình, Bồ Tát cũng biết nữa. Và biết được hai cái này rồi là cái gì? Vì muốn cho họ lìa tạp nhiễm, cho nên là phải biết để mà tìm cái cách cứu thoát họ, lìa cái tạp nhiễm. Chứ còn một là cái hiểu biết, hai là cái sở dục của mình, là mình sẽ bị nhiễm. Và bị tạp nhiễm rồi thì tâm nó sẽ loạn đi. Cho nên Bồ Tát biết rất là rõ những điều này để khiến cho họ được thanh tịnh. Nhiếp tất cả công hạnh giáo hóa của chúng sanh vì tùy chỗ họ đáng được độ mà hiện thân vậy. Tức là tất cả những cái công hạnh tu hành, ở những người thường thì thôi, bắt đầu nói tới những người tu hành thì Bồ Tát cũng biết nữa. Thì biết mình tu ra làm sao, tối nay nè, bây giờ ngồi thiền thì ngồi tinh tấn hay ngồi không tinh tấn, tâm hướng đạo mạnh hay là hướng nhẹ, tâm được lắng động hay là cái tâm loạn, rồi sau khi xả thiền thì nghĩ chuyện gì, rồi là tám với ai, rồi Bồ Tát biết hết à. Không giấu được. Rồi mình đã khởi tâm để mình yêu quý Phật, mình tinh tấn tu hành như thế nào, mình lễ Phật ra làm sao, mình giữ thanh tịnh ra làm sao, tất cả những cái công hạnh tu hành đó, hoặc là nghĩ tới cái chuyện lợi ích chúng sanh kiểu gì thì Bồ Tát biết hết. Cho nên nói tùy cái trình độ đó mà Bồ Tát sẽ giáo hóa của mình một cách rất là phù hợp. Rồi nhiếp khắp tất cả các loài chúng sanh đáng được độ đều khiến vào tất cả chúng sanh với giới vậy. Thế vậy nhà Bồ Tát đi theo gọi là gì, từng bước chân trong cái lộ trình sanh tử của tất cả chúng sanh. Đây mới nói là cái chuyện kinh khủng nhất á. Chờ đợi một cái cơ duyên nào đó để nhất thức mình, hoặc là sử dụng một phương tiện gì đó để mình thức tỉnh. Đó là các vị Bồ Tát làm. Có nhiều khi á là biết mình cho tới 100 đời mới nói mình được câu tin không? Vì vậy mà đời nào mình sanh tử đâu thì vị Bồ Tát biết hết, thấy hết. Nhưng mà nó không có đủ cơ duyên để nó nghe cái tiếng Phật. 100 đời sau mới nói cho nó được tiếng là Bồ Tát, tới 100 đời mới nói á.
Như vậy là trong bước đường sinh tử của mình, trong lúc mình chưa biết Phật pháp, các vị cũng vẫn theo mình từng bước chân một trong sinh tử. Ta biết cái vụ này rồi thì có nói tới Bồ Tát, nói tới Phật là mình chỉ lại thôi, chứ mình không còn nói chuyện gì nữa khác đâu. Biết hết, không có cái gì từ cái chi chích nhỏ nhiệm, cái ham muốn gì của mình nhìn giấu kín, không ai biết. Mình không có tâm sự với ai được, nhưng Bồ Tát thấy biết hết đó. Vì muốn cho mình được thanh tịnh, muốn mình được thoát khỏi ô nhiễm, vì muốn cứu thoát mình mà Bồ Tát biết không còn thừa sót bất kỳ một cái niệm tâm nào của mình. Đó, thì bởi vì mới thấy là chỉ có Bồ Tát và Phật thôi, chứ còn không ai có thể kiên nhẫn như vậy đâu. Không ai có thể kiên nhẫn. Ông thầy mà cứ đi chăng một đứa đệ tử rồi một đời thôi, cảm thấy nhọc nhằn gần chết luôn. Hôm nay dạy cái này, mai dạy cái kia, mốt cái nó hư, nó dạy cho nó chừng tháng nó thấy nó làm trật, thấy nó cũng buồn cũng nản. Thấy chưa, một vị thầy mà dạy đệ tử năm này và tới năm kia nhìn lại nó không có tiến được miếng nào, chán gần chết luôn á. Như Bồ Tát không có chuyện đó, tức là nó có, nó chìm, nó có nổi, nó có lên, nó có xuống gì thì Bồ Tát cũng theo dõi từng bước chân trong cái cuộc sanh tử của nó, và lúc nào đủ cơ duyên nói cho mẹ một câu, nói một câu thôi, đời chỉ nói được có một câu à. Vậy là coi như xong đời này của nó rồi. Đợi nó sanh tử qua đời sau thì sẽ nói cho nó được hai câu. Đợi sanh tử qua đời sau nữa cái khiến cho nó đi quy y Tam Bảo, mà mất hết cả trăm đời rồi thì mới đưa nó vô tới chùa quy y Tam Bảo được. Mà Bồ Tát vẫn phải làm như vậy. Ở ra trong tất cả các đời kiếp sanh tử của mình là Bồ Tát luôn luôn có mặt, chứ không phải là bên cạnh nữa. Phải dùng từ là luôn luôn có mặt trong mọi thời khắc trong đời sống của tất cả các loài các cõi như vậy. Rồi chúng ta thấy không có đơn giản đâu, rất là cực. Nhiếp khắp tất cả những cái trí tánh Như Lai vì hộ trì tất cả Phật pháp, tức là trí tuệ của Như Lai, chư Bồ Tát biết hết để hộ trì, tức là thấy được tới cảnh giới tu chứng của chư Phật Như Lai, để mà đưa chúng sanh, chừng nào mà chúng sanh đạt được tới chỗ đó thì Bồ Tát mới mãn nguyện. Còn mà chúng sanh chưa đạt tới cảnh giới giác ngộ toàn triệt như chư Phật thì Bồ Tát coi như là chưa xong trách nhiệm của một chúng sanh. Đâu phải đơn giản đâu. Cho tới chứng thánh quả A-la-hán đi thì Bồ Tát tiếp tục giáo hóa người này cho tới khi thành Phật, chứ không phải chứng A-la-hán rồi xong đâu. Rồi đó là sau khi chứng quả A-la-hán rồi thì khuyến khích cho đi giáo hóa chúng sanh cõi này cõi kia, rồi cực khổ rồi chán nản thì Bồ Tát tiếp tục đi theo. Nó là chư Phật quá khứ cũng cực như vậy đó, nhưng mà vẫn phải tiếp tục đi dạo các cõi để cứu chúng sanh chứ không có dừng. Đó thì cái gì là khi mà nghe khuyến khích vậy cái mình tiếp tục lao trong cái lao nhọc để tiếp tục cứu độ chúng sanh nữa. Thành ra là cho tới cái trí tuệ của Như Lai tới đâu thì vị này đã nhiếp được, có nghĩa là trí tuệ như chư Phật rồi. Và khi nào mà một chúng sanh đạt tới cái cảnh giới đó thì mới xong một trách nhiệm của một chúng sanh đối với một Bồ Tát. Mà như vậy đâu phải một đời đâu, không tính kể đời kiếp sinh tử của mình. Mà Bồ Tát phải làm như vậy cho tới mỗi ngày mà thành tựu một chúng sanh Bồ Tát mới dừng. Đó là cái phần nhiếp thủ của Bồ Tát. Thôi bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thời Thầy Phụng.
Phật Đà Vô Thượng Thầy.